Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất nhiều nội dung cho nên các bạn nhanh nhanh một chút được không ạ? Các lớp đủ hết chưa ạ? Thế Các lớp cô ra làm mặt nội chú là đủ rồi cô đang làm mặt ạ. thì thôi, còn mấy các cái lớp còn lại á. Em cô lớp chưa có một các bạn ấy đăng vào mà các bạn ấy bảo là người chủ trì không chấp nhận vào. Các Thế bạn còn tự như đi vậy. nào? Tôi không nằm Zoom đâu. Đó, đúng đúng đây em vào được rồi đấy, các bạn cũng vào Zoom đấy nha, các bạn ấy vào sau đều báo là người chủ trì Nguyễn Hương thì không cho vào. Em báo lại cho cái bạn Nguyễn Hương là đấy đi, của phòng đào tạo à? Em cũng không rõ. Vâng, để Các bạn vào lại đi, để tớ cho vào nhé. Các bạn vào lại nhé. Cô bảo các bạn vào lại đi. Zoom này. Bạn Huế bạn ấy đang ở trên đấy mà. Alo. Cái gì vậy? Tôi không biết ngồi duyệt mấy cái đấy đâu, để tôi hỏi lại xem nào. Alo Huế ơi, Huế có đang ở trên Zoom không? Alo. Alo. Ở bên phòng đào tạo bạn nào đang ở trên Zoom đấy? Các bạn ơi, trên phòng đào tạo bạn nào đang ở trên room đấy? Ạ. Mà bạn lớp trưởng liên hệ lại với phòng đào tạo ấy, bạn nào mà mở room ấy thì nhờ các bạn ý giải quyết cho. Tôi không thể nào mà ngồi mà duyệt tất cả mọi người vào vào room được đâu. Tôi biết ai là ai đâu mà vào room. Vào duyệt nhá. Lớp trưởng có đang đấy không? Bạn Lệ chuyên khoa 1 này, bạn có đang đấy không? Thôi để em báo lớp trưởng ạ. Ừ. Bây giờ bảo tôi ngồi tôi duyệt vào room thì duyệt thì bao giờ phải có một người ngồi duyệt chứ. Thì tôi mới giảng được chứ. Vâng ạ, vừa nãy chị cho em quyền duyệt rồi nhưng bây giờ nó bị ao mất ạ. Ừ thế hỏi lại chị ý, sao lại gọi cho tôi? Hỏi cái người ta mở room ý. Vâng ạ, chị đang chuyển lại cho em đây ạ. Cô chắc cô cứ giảng đấy ạ. Rồi đợi thêm 5 phút.
Dạ thưa cô là vào được rồi ạ. Bạn vào đủ hết chưa? Đang vào hay đang vào? Chị Minh ơi, em xin lỗi một tí ạ. Lan ơi, em nghe được chị không? Dạ có ạ. Em ơi, em chuyển thêm câu host cho những bạn khác nữa nhá, để nếu mà em bị out ra thì các bạn ấy vẫn còn là đồng, vẫn còn là chủ trì, các bạn ấy vẫn còn duyệt được cho em vào lại nhá. Dạ dạ vâng ạ. Ừ, chuyển câu host cho một vài bạn nữa đi em ạ. Dạ vâng, em chuyển luôn đi. Ngồi ở tầng 7 nên là mạng nó kém lắm, chị không vào được. Ừ, ok. Vâng, em chị. Dạ cô ơi, đủ rồi cô ạ. Cô giảm rồi ạ. Đây các bạn nhìn thấy cái màn hình của mình rồi đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lớp học chung. Thế cho nên là buổi ngày hôm nay chắc là cho cái nhóm sau đại học của Gia Liễu ấy, thì sẽ chỉ học được duy nhất là cái bài dị ứng thuốc thôi. Còn sau cái bài này thì tôi sẽ dành thời gian để giảng cho lớp răng hàm mặt hai bài lại là bài ghẻ với cả bài răng mai. Thì chắc là nhóm sau đại học của Gia Liễu chắc học hai bài này rồi đúng không? Thì các bạn có thể, các bạn học hai bài ghẻ với răng mai rồi đúng không? Alo? Dạ học rồi ạ. Học rồi, hình như còn thi rồi mà đúng không? Thì các bạn có học xong bài dị ứng thuốc chậm thì các bạn out ra để tôi giảng nốt cho cái nhóm răng hàm mặt hai cái bài còn lại. Còn đâu thì cái phần mà của cái chương trình của nhóm sau đại học ấy thì hình như là có 4-5 bài nữa ấy. Thì chúng ta sẽ hẹn một cái buổi room vào ngày mai. À ok, tuần sau. Hoặc là các bạn có thích học chiều không thì chúng ta học nốt chiều cho xong. Tùy các bạn. Các bạn muốn nào? Nên nhóm bạn Loan, nhóm trưởng đi xem nào, phát biểu xem nào. Tại vì là buổi một buổi thì chúng ta không thể học được hết tất cả các bài. Và bài dị ứng thuốc chậm thì tôi sẽ phải giảng rất là kỹ bởi vì bài này nó cũng dài. Thế cho nên là chúng ta sẽ không kịp đâu. Để giảng hết đâu. Trong một buổi sáng mà giảng bài dị ứng thuốc chậm, bài dẻ ghẻ, bài răng mai tôi nghĩ là nó sẽ mất... chắc nó phải mất cả buổi sáng đến tận 12 giờ trưa đấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để học mấy cái bài sơ cứng bì các thứ kia đâu. Mà cái chuyên đề đó nó cũng khó nữa. Các bạn muốn học buổi chiều hôm nay thì các bạn nhắn tin lại tôi rồi mở. Còn nếu không thì cho đỡ mệt thì chúng ta để tuần sau nhá. Thì các bạn liên hệ lại để lấy cái lịch của tuần sau được không ạ? Thì thứ hai tuần sau liên hệ lại vì tôi cũng chưa có lịch tuần sau đâu. Ok ha các bạn. Dạ vâng ạ. Thì chúng ta sẽ đi luôn vào cái bài dị ứng thuốc chậm vì chúng ta cũng bắt đầu hơi muộn chút xíu rồi. Cái bài này thì còn là một cái bài tương đối là khó. Ở trong sách giáo khoa thì nó rất là dài, nó tầm khoảng hơn 100 trang trong sách giáo khoa sau đại học của Gia Liễu. Vì thế cho nên là mà thực tế là tiếp cận dị ứng thuốc chậm thì nó cũng dị ứng thuốc nó cũng rất là khó. Thế cho nên là tôi sẽ thiết kế một cái bài giảng trong vài năm nay dành cho nhóm sau đại học. Trên cái tinh thần đấy là chúng ta học để thi, chứ không phải là chúng ta học để chúng ta có thể nắm được rất là nhiều, đúng không ạ? Còn trong quá trình hành nghề, bạn nào gặp và bạn nào có đi theo cái nhóm, về cái hướng về bài dị ứng thuốc thì chúng ta sẽ phải học thêm rất là nhiều,
chứ còn bài giảng này thì không có đủ để củng cố kiến thức cho chúng ta để chúng ta hành nghề đâu. Chỉ có đủ để chúng ta thi thôi. Và trên tinh thần là đủ để thi thì tôi cũng đang chưa nhớ được là tất cả các nhóm các bạn hiện tại bây giờ đang là thi trắc nghiệm hay là đang thi viết. Thì cái bài này hiện tại đang thiết kế dựa trên cái câu hỏi thi viết, thi lý thuyết, bài câu viết. Còn cái thi trắc nghiệm ấy thì chắc là chúng ta sẽ phải thiết kế khác một chút xíu. Thì cũng không biết là các bạn có đợt này có bạn nhóm nào thi trắc nghiệm không? Nhóm chắc là mặt thi tự luận của ạ. Ừ, nếu mà thi tự luận hết thì chắc là ok thôi. Bởi vì là bài dị ứng thuốc chậm thì là bài mà tôi cũng giảng nhiều năm nay rồi. Và cũng là người ra câu hỏi thi của cái bài này cho cái phần thi viết. Thế cho nên là nếu mà các bạn bám sát vào cái phần slide thì về cơ bản là cái bài này mặc dù nó khó nhưng các bạn sẽ đủ cái cơ sở để các bạn ôn thi, đúng không ạ? Còn tất nhiên là nó trong slide thì nó không đầy đủ được tất cả cái đáp án, nhưng mà chắc chắn là đỗ. Còn các bạn sẽ phải dùng thêm kiến thức ở trong sách giáo khoa để các bạn viết cho nó đầy đủ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xác định đấy là chúng ta học để thi và thi viết nhá. Còn đâu thì sau này nếu mà có thi thi test trắc nghiệm thì chúng ta sẽ phải kiểu khác một chút. Thì cái trắc nghiệm mà bài này thì chắc là kinh hoàng luôn đó. Trên cái tinh thần là thi viết thì chúng ta sẽ có hai câu. Câu thứ nhất đấy là chuẩn đoán xác định và chuẩn đoán phân biệt được các cái thể của dị ứng thuốc chậm có biểu hiện ở da. Và câu thứ hai thì đấy là phân tích được cái nguyên tắc điều trị của các cái thể dị ứng thuốc chậm có biểu hiện ở da. Hai cái mục tiêu này thì trên tinh thần đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thể dị ứng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì da liễu thì chúng ta cũng không có tự tin trong cái phần về phản vệ hay là về các cái dị ứng chậm nhưng mà là type 2, type 3. Thế cho nên là tôi chỉ có focus nhiều vào cái phần là biểu hiện ở da thôi. Nghĩa là các cái nhóm dị ứng thuốc chậm mà type 4 ấy. Chứ còn nếu mà hỏi cả những cái phần kia nữa thì thành là ngoại đạo đấy. Ví dụ phản vệ chẳng hạn. Thì ai gặp thì là người đó số không may thôi. Chứ còn đâu thì dân da liễu thì xử lý thì chúng ta vẫn phải biết để xử lý. Bộ chống sốc rồi tất cả những cái vấn đề liên quan đến sốc phản vệ chúng ta đều phải xử lý. Nhưng mà cũng phải nói luôn đấy là nếu mà gặp phản vệ thì cái tính chất hồi sức cấp cứu của chúng ta nó sẽ không có đủ. Cái kiến thức hồi sức cấp cứu của chúng ta nó không có đủ mạnh, đủ tốt để mà có thể giải quyết được một cách ổn những cái ca này đâu, đúng không ạ? Rồi, thế thì trong các cái nhóm về thuốc mà phản ứng đối với thuốc khi mà chúng ta dùng có dùng thuốc cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhớ một cái điều kinh điển rằng là 90% những cái bệnh nhân mà sau khi chúng ta kê thuốc mà người ta gặp phải các cái biểu hiện bất thường thì nó không phải là dị ứng mà nó là gọi là tác dụng phản ứng phụ của thuốc, hoặc là tác dụng phụ, hoặc là phản ứng phụ, hoặc là tác dụng không mong muốn của thuốc, đúng không? Và cái phần này thì chúng ta cần phải dự kiến được thông qua cái việc là chúng ta đọc kỹ cái thuốc mà chúng ta dùng, đúng không ạ? Ví dụ như là dùng isotretinoin thì bắt đầu khô môi chẳng hạn, dùng một số loại thuốc thì nó gây ra chóng mặt chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Giảm đau chống viêm, giảm đau thần kinh chẳng hạn thì nó gây chóng mặt, hạ huyết áp chẳng hạn. Thì những cái đó gọi là các cái phản ứng phụ hoặc là tác dụng không mong muốn, đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn ở trong cái vidan, hoặc là chúng ta phải nắm được cái thuốc mà chúng ta kê. Nếu mà chúng ta không nắm được cái thuốc của chúng ta kê nữa thì thôi, bất cũng không nói làm chi nữa nhá. Và 90% những cái trường hợp đó mà bệnh nhân của chúng ta được kê, được chúng ta kê đơn, sau đó nó có các cái vấn đề bất thường thì nó sẽ thuộc cái nhóm này. Chỉ có 10% thì nó có thể thuộc cái nhóm đấy là đọc mãi trong sách rồi mà cũng không thấy người ta nói là khi bệnh nhân dùng cái đó thì nó gặp cái hiện tượng này, và người ta gọi chung đấy là cái nhóm gọi là quá mẫn cảm, đúng không ạ? Nhóm quá mẫn cảm này không phải là cứ quá mẫn cảm là phản vệ nhé, mà cũng không phải quá mẫn cảm là dị ứng, đúng không? Nhưng gọi người ta gọi chung đấy là quá mẫn cảm. Và trong cái nhóm mà quá mẫn cảm đó thì về cơ bản đấy là nếu như chúng ta dùng lại cái thuốc đó cho đúng cái bệnh nhân đó thì nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng mẫn cảm tương tự. Và trong số đó thì chỉ có 5% của cái nhóm 10% đó, nghĩa là rất rất thấp nhá, đấy là theo cơ chế dị ứng miễn dịch. Và vì thế cho nên người ta mới gọi là dị ứng thuốc, đúng không? Và như vậy thì nếu mà chúng ta thấy rằng là 5% của 10% thì thực tế nó là một con số rất là bé. Và cái việc mà chúng ta gặp một cái ca mà dị ứng thuốc cũng là may mắn trong đời đấy. Chúng ta đang gặp một cái tỷ lệ rất thấp, đúng không ạ? Rất ít khi bệnh nhân uống thuốc mà bị dị ứng, đúng không? Và cái tỷ lệ này rất là thấp, đặc biệt là những cái thể dị ứng nặng. Và vì thế cho nên thì cũng phải nói là học dị ứng thuốc chậm ở Bệnh viện Da liễu Trung ương công nhận là chúng ta cũng gặp được nhiều ca ấy nhỉ? Chứ còn những nơi khác hoặc là khi mà chúng ta hành nghề thì chúng ta cũng ít khi gặp thôi. Nhưng có điều rủi ro của chúng ta đấy là nếu mà gặp
mà chúng ta để bệnh nhân tử vong, đúng không? Vì các cái nhóm này nó có tỷ lệ nó tử vong nó cũng rất là cao, thì đấy là quá xui xẻo, đúng không? Xui xẻo cho cả bệnh nhân và xui xẻo cho cả bác sĩ. Bác sĩ thì không tiên lượng được là bệnh nhân bị dị ứng, mà bệnh nhân thì cũng chẳng biết tại sao tôi lại bị dị ứng. Có thể là do số, đúng không? Nó là thực sự là phải gọi là do số đấy. Nghĩa là chả ai biết nó là tại sao nó lại bị. Hiện tại bây giờ cơ chế nó cũng không rõ, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên là có một số cái trường hợp thì cái tỷ lệ tử vong của nó thấp thôi, và chúng ta xử lý tốt thì nó sẽ ổn, đúng không? Và những cái trường hợp mà nó nặng thì tỷ lệ tử vong cao thì chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ phải biết cách xử trí thì mới cứu được bệnh nhân, đúng không ạ? Thực ra thì cái nhóm dị ứng thuốc này thì cũng là một nhóm mà đã vào viện rồi thì toàn những ca nặng thôi. Thế cho nên là chúng ta cũng chỉ có ngồi cầu trời, đấy là ông nào cũng phải thắp hương để cho chúng ta đỡ gặp thôi nhé. Nếu mà các bạn không có làm các cái chuyên ngành mà nó liên quan sâu đến cái phần dị ứng thuốc, đúng không? Tôi thì tôi cũng không thích cái phần này, và tôi cũng chỉ có mong là đừng bao giờ gặp bệnh nhân như thế. Chỉ có điều là cũng là do gọi là nghề nó chọn người ấy. Thế cho nên là tôi cũng có nhiều cái thời gian được gắn bó với cả cái bệnh này. Đặc biệt đấy là học ở bên Pháp thì cũng học ở trung tâm dị ứng của toàn Pháp, nghĩa là nơi mà điều trị những trường hợp dị ứng thuốc nặng nhất của Pháp. Còn học ở Việt Nam thì cũng thường xuyên được cử đi học những cái cua về dị ứng thuốc của các cái chuyên gia, người ta đến Việt Nam người ta giảng dạy. Thế cho nên là cũng từ lâu rồi thì tôi cũng có gắn bó với cái nhóm bệnh này, mặc dù là nó hoàn toàn không phải là một cái nhóm bệnh mà tôi có hành nghề ở Việt Nam nhiều. Tôi không ở khoa bệnh nội trú bao giờ, mà tôi cũng không có làm sâu về cái mảng này. Nhưng thực tế nó là một cái mảng mà tôi cảm thấy rất hay. Hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đang có một vài bác sĩ làm sâu về cái này. Ví dụ như bác sĩ Huyền, tiến sĩ Huyền, đúng không? Thì là bắt đầu học là làm xong tiến sĩ về dị ứng thuốc đấy. Thì cũng có khả năng là trong thời gian tới thì tôi sẽ xem đề xuất lại với bộ môn để chuyển cái bài này cho các bác mà làm chuyên sâu về cái bệnh đó ở Việt Nam. Thì có thể là các bạn sẽ có nhiều cái kiến thức tốt về phần lâm sàng hơn, đúng không ạ? Rồi, cho cái bảng phân loại về dị ứng thuốc của Gen và CUM thì là một cái bảng rất là kinh điển, và về cơ bản thì nó kinh điển đến cái nỗi mà bây giờ chắc người ta cũng bỏ đấy. Những cái ngư dân mà chuyên về dị ứng thuốc là người ta bỏ cái bảng này rồi. Còn đâu thì chúng ta thì vì không phải là dân chuyên, thế cho nên là chúng ta vẫn cứ phải có cái khái niệm này. Và đôi khi thì khi các bạn học, các bạn được hỏi thi trên lâm sàng, có thể các thầy sẽ hỏi các bạn về cái phân loại này, đúng không? Bởi vì tại sao nó lại gọi là quá kinh điển, và nhiều khi là người ta bỏ, bởi vì nó không bao trùm được hết tất cả những cái nhóm dị ứng thuốc mà chúng ta gặp ở trên lâm sàng. Và đôi khi trong một nhóm dị ứng thuốc thì nó lại có thể có cái hình ảnh của nhiều tuýp, đặc biệt là trong cái nhóm tuýp 4, tuýp nhóm 4A, 4B, 4C, 4D, chúng ta không có một cái ranh giới một cách cụ thể để có thể phân định được thật rõ các cái tuýp này với nhau. Thế cho nên là nó thành ra là không được cập nhật, đúng không? Tuy nhiên thì các thầy vẫn hỏi, cho nên các bạn vẫn phải nhớ, đúng không? Thế trong cái bảng phân loại này thì kinh điển của nó đấy là có một cái tuýp nhanh, đấy là tuýp 1, đúng không? Đấy là tuýp phản vệ. Và có ba cái tuýp chậm, đúng không? Là tuýp 2, tuýp 3, tuýp 4. Đấy, nhưng mà chúng ta thì như từ đầu tôi đã nói rồi, đấy là tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 thì chúng ta đều không phải là những cái nhóm mà chúng ta hay gặp và có gọi là có kinh nghiệm nhiều. Cho nên là tôi cũng trả giảng cái phần này để cho các bạn làm chi cho nó thành ra là mình lại chả biết gì mà vẫn cứ giảng. Và tôi chỉ focus vào đúng cái phần tiếp 4 thôi, và vì vậy cho nên câu hỏi thi của bạn cũng chỉ ở trong phần tiếp 4 thôi. Còn đương nhiên cái phần phản vệ thì các bạn biết rồi, đúng không? Tất cả các bác sĩ, tất cả những phòng mạch, tất cả những phòng thủ thuật, vân vân đều cần phải có một cái hộp chống sốc để dự phòng cái vấn đề là phản vệ nó gây sốc, và cái quy trình xử trí vân vân của nó các bạn đều phải học thuộc lòng, để đặc biệt răng hàm mặt, đúng không ạ? Các bạn làm tê nhiều, tiêm tê nữa chứ, các bạn phải chú ý cái phần này. Mặc dù là tôi không thể cung cấp nhiều cho các bạn về các cái kiến thức đó, nhưng các bạn cần phải xem lại cái bộ cái phác đồ chống sốc để các bạn xử lý cho thật tốt. Bởi vì cái phần răng hàm mặt của các bạn là cũng là thuộc cái nhóm gọi là nguy cơ cao liên quan đến vấn đề phản vệ đấy. Vì trong cái nhóm phản vệ thì cái nguy cơ cao nhất, thực tế là trong nhóm dị ứng thuốc thì đúng hơn, cả nhóm dị ứng thuốc đặc biệt là phản vệ thì cái nguy cơ cao nhất nó rơi vào các cái thuốc gây mê, gây tê, đúng không? Đấy, cho nên là giảm đau, gây mê, gây tê là nó phản vệ rất nhiều.
Cho nên cái do cái công thức hóa học của chúng làm cho, và cái việc gọi là phản ứng chéo của nó với các cái chất trong thông thường hàng ngày, ví dụ như latex các thứ, nó làm cho cái nhóm thuốc gây mê gây tê là cái thuốc, nhóm thuốc mà dị ứng thuốc nhiều nhất. Thế cho nên là khi các bạn làm nhiều với các cái thuốc gây mê gây tê là các bạn cần phải chú ý về phần phản vệ. Đấy, có khi các bạn còn giỏi hơn tôi. Để chúng ta tiếp ha. Thế thì trong cái nhóm mà liên quan tới gọi là dị ứng thuốc chậm có biểu hiện ở ngoài da hay là nhóm 4 ấy, tip 4 ấy, thì chúng ta lưu ý, rất là cần lưu ý một cái khái niệm, đấy là thời gian từ khi dùng thuốc cho tới khi bị biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh này, chúng ta sẽ hình dung được đấy là cái khoảng thời gian từ khi dùng thuốc, cái viên thuốc đầu tiên hoặc là cái nhát nhát tiêm đầu tiên cho tới khi mà bệnh nhân có các cái biểu hiện bất thường đầu tiên mà chúng ta nghi là dị ứng thuốc, là một cái thông số quan trọng giúp cho chúng ta chuẩn đoán thể của dị ứng thuốc. Ví dụ như cái khoảng thời gian đấy nó rất là nhanh, đúng không? Trong vòng khoảng độ dưới 30 phút, dưới 1 giờ thì đấy người ta gọi là nhanh, phản ứng nhanh, quá mẫn nhanh, và nó sẽ đi theo cái hướng của phản vệ. Nếu như nó chậm thì nó sẽ rơi vào một trong ba cái nhóm kia. Và nếu như nó rất là chậm trong vòng vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nhóm đấy là nhóm dị ứng type 4, đúng không? Và nó sẽ biểu hiện rất nhiều ngoài da, bởi vì nó liên quan đến các cái tế bào ngoài da rất là nhiều. Và vì vậy cho nên là cái khoảng thời gian từ khi dùng thuốc cho đến khi bị các cái phản ứng đầu tiên sẽ là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải hỏi bệnh nhân nhé. Cái cơ chế của dị ứng type 4 tôi bỏ qua, tôi chỉ nói kỹ hơn một chút xíu về cái type 4 này. Type 4 này thì tại sao nó lại quá đa dạng? Bởi vì thực tế là ở ngoài da của chúng ta có rất nhiều tế bào miễn dịch, đúng không ạ? Từ bạch đại thực bào, bạch cầu ái toan, lympho T hay là bạch cầu trung tính, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Và tùy cái vấn đề phản ứng của thuốc với cơ thể mà nó kích hoạt đầu tiên nhé, cái tế bào đầu tiên bị kích hoạt ấy, nó sẽ quyết định là bệnh nhân đó biểu hiện ra bên ngoài lâm sàng kiểu gì, đúng không? Ví dụ như là nếu như mà nó kích hoạt cái tế bào đầu tiên đấy là bạch cầu ái toan thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái biểu hiện là bệnh nhân sẽ ngứa nhiều, khô da, bong vẩy, đỏ da và tăng nhạy cảm, như là một cái trường hợp gọi là dị ứng các cái thức ăn thứ nhất ấy. Thì trường hợp này chúng ta sẽ rất hay gặp ở trong cái thể gọi là thể DRESS, đúng không ạ? Tuy nhiên tất cả các thể khác thì trong các cái giai đoạn dị ứng nó đều có thể có tăng cái bạch cầu ái toan và đều có vỡ hạt của các cái bạch cầu ái toan. Nhưng cái tế bào đầu tiên mà bị kích hoạt và bị phản ứng mạnh nhất là bạch cầu ái toan thì nó sẽ là thể DRESS, ví dụ thế, hoặc là dị ứng thuốc thể ban đỏ hoặc là DRESS. Nếu như trong trường hợp mà cái phản ứng thuốc với cả cơ thể nó lại kích hoạt đầu tiên, đấy là bạch cầu trung tính, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài một cái thể dị ứng thuốc mà nó có cái biểu hiện quá nhiều của bạch cầu trung tính, đấy là xuất hiện mụn mủ, xuất hiện sốt cao, và điển hình của nó chính là AGEP, đúng không ạ? Đại loại là như vậy. Thế vì vậy cho nên là với quá nhiều cái loại tế bào miễn dịch ở trong da và với các cái cách phản ứng khác nhau của nó ở ngoài da, trong cơ thể cũng như tại da, mà cái thể dị ứng thuốc này nó thực sự rất là đa dạng, đúng không ạ? Phía sau đây thì chúng ta sẽ đi 5 cái thể dị ứng hay gặp nhất, hay gọi còn hay gặp nhất và nặng nhất mà chúng ta có thể gặp ở bên da liễu để chúng ta có thể nhận diện được nó một cách tốt nhé. Chúng ta đi theo cây lâm sàng để chúng ta có thể nhận diện được các cái thể dị ứng. Các bạn rất lưu ý, đấy là những cái quan trọng, những cái keyword của bài giảng, tất cả những cái các cái gọi là cái gì nhỉ, các cái đề mục của bài giảng và những chữ xuất hiện ở trong slide bài giảng thì đều có trong đáp án, cho nên các bạn cố gắng tập trung nghe giảng và khi làm bài thì các bạn cũng sẽ làm theo cái sườn mà bác sĩ Nguyễn Minh đã gợi ý cho các bạn để các bạn không có sót ý và để có thể trả lời cái câu này thật là tốt. Câu này cũng là một trong những cái câu mà trước đây có một nhóm nội chú trước đây đã thi phải đúng cái câu này và có 4 trong số 6 bạn nội chú trượt cái câu lý thuyết này. Thực ra thì cũng không phải là do các bạn ý học kém, toàn trượt các bạn giỏi thôi, viết rất dài, có bạn viết 7 trang nhưng trượt bởi vì vấn đề quan trọng đấy là quá nhiều kiến thức và học quá lệch tủ và các bạn viết rất dài và lại không đúng những cái mà
mà đáp án người ta muốn các bạn nắm được. Và vì thế cho nên là mặc dù viết dài, tả rất hay, văn rất hay mà vẫn chưa nhá. Thế cho nên là các bạn càng giỏi thì càng phải lưu ý, đấy là giỏi và đi thi điểm cao, nó lại là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là các thầy của chúng ta có những thầy học rất giỏi mà thi điểm nặng, làm rất siêu, thi điểm nặng thấp, chúng ta biết là ai rồi đó, đúng không? Đó, thế cho nên học là phải tù nhá. Còn đâu thì tôi có một cái thói quen giảng dạy, đấy là nếu như tôi là người giảng và tôi là người cho câu hỏi thi thì bao giờ nó cũng phải khớp với nhau, và tôi rất ghét cái trò đấy là bắt bí học sinh, đấy là học một đằng thi một nẻo, trượt đúng rồi. Nhiều khi bây giờ tôi nhìn một số cái câu hỏi thi của các bạn tôi cũng thấy tôi trượt luôn. Ok ha. Chúng ta đi vào cây lâm sàng thứ nhất. Đấy là một cái bệnh nhân nam 25 tuổi có một cái tổn thương như thế này. Vậy thì trước một cái trường hợp thế này thì chúng ta sẽ đặt cho bệnh nhân câu hỏi như thế nào. Tôi sẽ giao lưu với các bạn chút xíu ha, cho tỉnh ngủ ha. Bác sĩ Thắm chuyên khoa cao học à? Cao học 25. Bạn bật mic lên đi, trả lời câu hỏi này giúp tôi với. Dạ vâng, em chào cô ạ. Đọc và bạn hỏi bệnh nhân những cái gì, bệnh nhân có phải là một cái trường hợp bị uống thuốc hay không. Cái cây đầu tiên chúng ta sẽ làm kỹ chút để chúng ta biết cái cách tiếp cận ha. Câu thứ nhất là bệnh nhân trước khi nổi tổn thương này thì có đang dùng thuốc gì hay không? Tổn thương cơ bản nó là tổn thương gì cái đã bạn? Thưa cô, tổn thương cơ bản đó là những cái rát và những cái mảng tổn thương ở giữa thì có xu hướng lành, và mảng có tổn thương bờ rõ đa cung, và tập trung ở thân mình. Rồi, bạn hỏi bệnh nhân gì ạ? Câu thứ nhất là trước khi tổn thương xuất hiện thì bệnh nhân có đang dùng thuốc gì hay không? Rồi, nếu như bệnh nhân nói rằng là trong vòng một tháng nay tôi dùng vài loại thuốc. Thì câu thứ hai em sẽ hỏi là sau khi dùng thuốc bao lâu thì tổn thương xuất hiện? Thuốc gì? Tôi có dùng vài loại thuốc trong vòng một tháng nay. Bạn hỏi vâng. Sau khi dùng thuốc bao lâu thì tổn thương xuất hiện được? Câu đấy là câu không ổn. Trên một cái... Hai. Nếu người ta trả lời bạn là tôi có dùng vài loại thuốc. Câu thứ hai em sẽ hỏi đó là... tên thuốc bệnh nhân dùng nếu mà bệnh nhân nhớ. Đúng rồi, mà bệnh nhân mình cần phải hỏi bệnh nhân xem là bệnh gì, bị bệnh gì, có trong khoảng độ một tháng nay chẳng hạn, đúng không? Vâng. Thế ví dụ như thế. Và nếu như bệnh nhân người ta list ra được ba loại thuốc chẳng hạn, một cái sốt, một cái thuốc giảm đau, thì bạn sẽ hỏi gì tiếp? Kháng sinh amoxicillin đi, hạ sốt paracetamol đi, và một cái giảm đau không hạ sốt thôi rồi, và một cái thuốc chống ho đi chẳng hạn, một cái sido chống ho đi chẳng hạn. Vâng. Câu tiếp theo là trong những cái loại thuốc này thì có thuốc nào mà trước đây giờ bệnh nhân mới dùng đấy không? Bởi vì pa thường thì hạ sốt thì bệnh nhân từ hồi nhỏ giờ chắc chắn là bệnh nhân sẽ bị sẽ phải dùng. Xì tốt, bạn có nhớ slide trước slide gì không? Tôi giảng cho các bạn cái gì không? Trước cái slide này này, tôi đang nói với các bạn về một cái từ keyword rất quan trọng. Thì đấy là cái gì và bạn chưa hỏi câu gì liên quan đến cái đó hết à? Bạn thắng tăng hàm mặt 46 đi ạ. Đây không phải là buổi thi các bạn nhé, các bạn cứ trả lời thoải mái, không ai đánh giá bạn đâu. Bạn thắng nội chú răng hàm mặt. Em đây ạ. Nếu như mà họ bảo rằng là tôi có dùng amoxicillin, paracetamol và một cái thuốc Osimoc đi chẳng hạn, long đờm đi chẳng hạn, thì bạn sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo là gì? Để bạn hướng tới xem người ta có phải dị ứng không á? Em thưa cô là... Nhớ là tôi mới giảng cho các bạn một cái kiến thức rất quan trọng liên quan đến cái phần dị ứng thuốc, và bạn phải hỏi câu hỏi liên quan đến cái đó. Em cô là cái thời gian mà từ khi dùng thuốc ấy. Dùng thuốc nào? Vâng, cái thời gian mà dùng thuốc và sau bao lâu thì nổi lên những cái này ạ. Bệnh nhân người ta dùng 3 loại thuốc cơ mà. Ừ.
Bạn phải hỏi thế nào cụ thể hơn nào. Họ có 3 loại thuốc cơ mà. Bạn nghi thuốc nào đi vậy? Em nghi thuốc kháng sinh ạ. Thế thì bạn hỏi thế nào? Thì hỏi là trước kia đã dùng thuốc này bao giờ chưa? Ừ, trước kia đã dùng amoxicillin bao giờ chưa, đúng không? Và có không, đúng không? Và không có gì vấn đề gì, tôi dùng vài lần rồi. Làm sao? Bạn làm thế nào? Bạn có nghĩ bệnh nhân là bị dính thuốc không? Ôi trời ơi. Rồi chúng ta phải hỏi bệnh nhân, đấy là chúng ta bệnh nhân có 3 loại thuốc đúng không ạ? Và từng cái loại thuốc đó bệnh nhân uống ngày đầu tiên là vào ngày hôm nào? Amoxicillin bạn uống bắt đầu từ hôm nào? Và hôm nay bạn lên cái ban đỏ vào hôm nào đúng không ạ? Bạn hiểu không ạ? Paracetamol cũng như vậy và Acemoc cũng như vậy, được không ạ? Dạ vâng. Để hỏi chung là thế từ lúc dùng thuốc đến giờ mà trong khi bệnh nhân dùng đến bao nhiêu loại thuốc, có những bệnh nhân có thể trong người ta sẽ có một cái lịch sử dùng thuốc rất là nhiều đúng không ạ? Và mỗi hôm người ta có thể dùng một loại thuốc chứ không phải đùng vắt người ta dùng hết tất cả đống thuốc đấy. Xong bạn hỏi chung một câu là thế từ không dùng thuốc đến bây giờ là mấy hôm rồi, thì người ta hỏi, người ta trả lời bạn bằng cái mắt à, đúng không? Người ta có 10 loại thuốc sao người ta trả lời được? Các bạn phải list ra từng loại thuốc của họ và hỏi từng loại thuốc của họ. Tất nhiên chúng ta phải focus vào những cái thuốc nghi ngờ. Kháng sinh là cái nhóm chúng ta có thể nghi ngờ là dị ứng thuốc, nhưng thực tế thì dị ứng thuốc thể ban đỏ hay gặp do paracetamol hơn, ví dụ thế chẳng hạn. Cho nên là chúng ta phải bỏ qua cái vấn đề kinh nghiệm của chúng ta, mà chúng ta phải làm đúng theo cái keyword của nó, đấy là có bao nhiêu loại thuốc bệnh nhân đã dùng, phải list được hết ra, và từng cái loại thuốc đấy bệnh nhân dùng từ bao giờ đến bao giờ thì xuất hiện ban đỏ, chúng ta phải list ra, rồi chúng ta khớp với cái thời gian, đúng không ạ, để chúng ta xem thế nào phù hợp nhất. Như cách đây một tháng bệnh nhân dùng amoxicillin và cách đây một tuần bệnh nhân dùng paracetamol chẳng hạn, xong bây giờ nó lên ban đỏ thì ngày hôm nay nó lên sau khi dùng paracetamol một tuần chẳng hạn, thì chắc chắn chúng ta phải nghi paracetamol nhiều hơn chứ, đúng không? Ví dụ thế. Các bạn hiểu ý không ạ? Vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Thôi đấy là những câu hỏi mà các bác sĩ thì tự lâm sàng thì thường phải học, phải thường phải hỏi một cách chính xác và gọi là sao nhỉ, kiếm một câu hỏi đơn giản nhất mà có thể bộc lộ được vấn đề. Còn các học viên thì luôn luôn là kiếm được những câu hỏi phức tạp nhất mà chả bộc lộ cái gì, thì các bạn chỉ lưu ý về vấn đề tiếp cận lâm sàng của các bạn nhé. Và nếu mà trên một cái trường hợp như thế này, chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái trường hợp gọi là giống một cái dị ứng thuốc thể ban đỏ, nghĩa là với một cái ban đỏ có thể có sẩn đỏ, có thể có sẩn phù, có thể có mụn nước nhỏ, đúng không ạ? Thông thường nó sẽ là ban và sẩn là chính, đúng không? Thì chúng ta nghĩ tới một cái thể dị ứng thuốc đơn giản nhất và hay gặp nhất trong cái nhóm này, 90% sẽ là gặp trong nhóm này, đấy là dị ứng thuốc thể ban đỏ. Thì chúng ta phải lưu ý rằng nó có một số cái kiến thức liên quan đến dị ứng thuốc thể ban đỏ. Thứ nhất, đấy là thời gian từ khi bắt đầu uống thuốc, cái viên thuốc đầu tiên, hoặc là tiêm cái viên thuốc đầu, cái liều thuốc đầu tiên, cho tới khi mà bệnh nhân xuất hiện cái ban đầu tiên, nó sẽ nằm trong khoảng từ 4 đến 14 ngày. Các bạn có thể viết ở trong cái phần bài thi của các bạn, đấy là trong vòng 2 tuần chẳng hạn, đúng không ạ? Cũng không nhất thiết phải ghi rõ là 4 đến 14 ngày thì người ta mới cho điểm, các bạn chỉ cần ghi rằng là trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu như bạn không nhớ được chính xác thông tin, đúng không ạ, là người ta vẫn tính điểm cho bạn, nhưng các bạn phải có cái ý này, đúng không ạ? Cái thứ hai đấy là chúng ta phải hỏi cho ra được xem là cái ban đỏ với những cái tổn thương ở trên da của bệnh nhân đấy có phải là một cái sẩn cố định hay không. Ở đây tôi đỏ cái dòng này bởi vì cái ý này nó rất là quan trọng. Các bạn có biết thế nào gọi là một cái sẩn cố định không? Các bạn thử đoán xem tại sao người ta lại nói về vấn đề là sẩn cố định. Để tôi hỏi nhé, bạn Loan đi, bạn Loan nhóm trưởng đi. Tôi nhớ được ít tên lắm, cho tôi sẽ gọi mấy bạn nhóm trưởng. Bạn Loan bật mic đi xem nào. Bạn có hiểu thế nào gọi là ban đỏ với sẩn cố định không? Và tại sao cái này có cái từ cố định này không? Phân biệt với một cái, phân biệt với một cái phòng ban cố định nhiễm sắc nhỉ? Yeah. Và xem là cái tổn thương ban đỏ này nó có tiến triển lan rộng không? Đoán một cái hình. Cái mic của bạn này có vẻ này. Bạn bật mic thế nào mà nghe sợ thế? Bạn Trang Minh đi. Cô là em nghĩ sẩn cố định là là nó không thay đổi về kích thước. Không thay đổi về kích thước á? Ừ. Mà nó to ra thì có sao không? Không phải là không thay đổi về kích thước mà nữa. Nó hoàn toàn có thể to ra.
Bạn nhìn cái hình ảnh lâm sàng lúc nãy, bạn có nghĩ là chúng ta cần phải phân biệt với cái gì không? Nếu mà bệnh nhân dùng thuốc một tuần thì bệnh nhân bị như vậy. Nghĩa là nó, hoặc là nó không mất đi, không giảm đi ạ. Vấn đề của cái sẩn cố định đấy là không phải là nó không to ra, mà thông thường nó luôn luôn sẽ to ra, chỉ có điều là nó không mất đi và nó không có bay đi, đúng không ạ? Giống như một số cái bệnh đấy là nó cứ xuất hiện rồi nó mất đi. Các bạn có biết bệnh nào mà nó cứ xuất hiện sẩn rồi mất đi không? Bạn Trang Minh, bạn có biết cái bệnh, có một cái bệnh nào đấy mà nó lại xuất hiện một cái sẩn xong rồi nó mất đi không, trong ngày không? Không biết. Doctor Đạt, chuyên khoa 1. Dạ em, cô là bệnh mày đây ạ. Đúng rồi, rồi rất cảm ơn nhá. Thế thì nào, thật tóm lại là một cái trường hợp dị ứng thuốc thể ban đỏ, nó có thể xuất hiện ban đỏ và có thể xuất hiện các cái sẩn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa cái vấn đề là ban đỏ sẩn này với cả những cái bệnh người ta gọi là bệnh mày đay, đúng không ạ? Một là bệnh mày đay, bệnh thứ hai đấy là bệnh do phát ban do virus, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng với mày đay và với phát ban do virus thì nó đều có một cái đặc điểm, đấy là nó xuất hiện và nó mất đi, đúng không ạ? Mất đi rồi nó xuất hiện sang chỗ khác, rồi nó lại mất đi, đúng không ạ? Rồi nó lại xuất hiện sang chỗ khác nữa, rồi nó lại mất đi. Riêng đối với dị ứng thuốc thể ban đỏ thì nó không có cái đặc tính là mất đi, nó có thể to ra nhưng cái tại cái chỗ đầu tiên nó xuất hiện là nó vẫn sẽ có ở đó cho đến khi mà nó khỏi bệnh, đúng không ạ? Và người ta gọi đây chính là ban đỏ với sẩn cố định, nghĩa là thường là nặng dần lên, đúng không ạ? Nếu mà vẫn dùng thuốc tiếp là nặng dần lên hoặc là khỏi hẳn đi nếu mà ngừng được thuốc, còn nếu không thì nó sẽ không mất đi mà nó cứ cố định như vậy trên 24 giờ, đúng không ạ? Chúng ta thường hay lấy cái mốc của mày đây đấy là mốc 24 giờ, đúng không ạ? Và với cái ban virus thì cũng tương tự như vậy, đúng không? Nó xuất hiện và nó nặng ở chỗ này và nó lan sang chỗ khác, đúng không? Ví dụ nó xuất hiện trên mặt xong rồi lan xuống cổ, sang đến thân mình, ra đến tay thì là mất, là khỏi bệnh, đúng không? Thế vì thế cho nên chúng ta phải phân biệt cái đó với nhau, đó là dị ứng thuốc thể ban đỏ, nó là một cái ban đỏ và với cái sẩn cố định không mất đi trong vòng 24 giờ, nó có thể nặng lên nhưng nó không mất những cái tổn thương ban đầu đi. Và trong cái trường hợp lâm sàng của dị ứng thuốc thể ban đỏ thì nó cũng rất là ít ngứa, cho nên các bạn đừng có dựa vào cái triệu chứng gọi là có ngứa không để biết là bệnh nhân là dị ứng hay là không dị ứng. Chỉ có một cái thể mà dị ứng thuốc mà nó liên quan đến bạch cầu bạch toan thì nó chắc chắn là rất ngứa, còn đâu những cái thể dị ứng thuốc khác có thể nó không có ngứa đâu, thậm chí nó còn chả ngứa tí nào ấy. Cho nên đừng có lấy một cái khái niệm đấy là cứ ngứa thì là nghi dị ứng, còn không ngứa thì không phải dị ứng, thì không đúng đâu. Ví dụ như mày đay chẳng hạn, thậm chí có thể ngứa như điên nhưng đâu phải dị ứng thuốc đâu, đúng không? Cứ không phải cứ mày đay là dị ứng thuốc đâu, đúng không? Mày đay mạn thì nó chả liên quan gì dị ứng luôn, đúng không ạ? Ví dụ như mày đay mạn chẳng hạn, các bạn cứ bảo là tìm yếu tố dị ứng hay dị nguyên dị nghèo, thực tế là mày đay mạn người ta xếp vào cái nhóm là không liên quan đến bệnh dị ứng, bởi vì đấy là cơ thể của người ta nó như thế, cả năm quanh năm ngày tháng, có khi 6 tháng có khi 6 năm nó bị mày đay mạn mà chả có tí dị ứng nào cả, đúng không ạ? Nhưng mà rất là ngứa đấy, bởi vì nó liên quan tới bạch cầu bạch toan và cái vấn đề giải phóng hạt của tế bào mast, đúng không ạ? Ví dụ thế. Thế vậy thì đấy là cái đặc điểm lâm sàng của những thuốc thể ban đỏ. Tôi cũng lưu ý rằng là trong cái slide của tôi thì có tất cả những cái từ mà tôi tô màu đỏ ấy, nó đều có trong các bán. Và ngoài ra thì các bạn vẫn phải bổ sung thêm các cái kiến thức khác ở trong cái phần sách giáo khoa, cho nên chúng ta cũng vẫn phải đọc thêm sách giáo khoa để nắm được kiến thức và viết cho nó đầy đủ. Còn đâu thì những cái từ keyword mà tôi có ghi in màu đỏ cũng như là các cái topic của cái slide thì là những thứ mà các bạn cố gắng đừng có mà thiếu, bởi vì nó sẽ nằm xuất hiện ở trong bản án đấy và nó sẽ là các cái điểm ghi điểm của bạn các bạn, đúng không ạ? Còn tất nhiên viết quá ngắn gọn thì nó cũng sẽ không đầy đủ được đâu nhá. Cho nên chúng ta vẫn phải đọc thêm trong sách giáo khoa, được không ạ? Đối với cái trường hợp dị ứng thuốc thể ban đỏ thì về cơ bản là xét nghiệm các thứ nó cũng không quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm test áp hoặc là tiêm trong da đọc muộn vân vân, nhưng mà thực tế thì trên lâm sàng dị ứng thuốc thể ban đỏ gần như là không cần xét nghiệm. Và những cái thuốc gây ra bệnh thì chúng ta có thể hướng tới một số loại, ví dụ như kháng sinh hay là paracetamol. Tuy nhiên nó không phải cố định như vậy, và bất kể một cái trường hợp nào bệnh nhân có dùng thuốc trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tuần mà xuất hiện ban đỏ với sẩn cố định và có các cái đặc điểm như thế này, chúng ta đều sẽ phải nghĩ tới dị ứng thuốc ban đỏ, các bạn đồng ý không ạ? Về vấn đề điều trị, ở trong cái câu điều trị thì chúng ta cũng lưu ý rằng là câu điều trị là trình bày từng thể dị ứng thuốc một và mỗi thể dị ứng thuốc là phải ghi một cái trình bày, một cái điều trị riêng, được không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ cũng trình bày theo đúng cái form này luôn, có 5 cái thể dị ứng thì trong câu chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt cũng phải có 5 thể đầy đủ, và trong câu điều trị cũng phải có điều trị đầy đủ cả 5 thể,
Bởi vì chúng ta sẽ thấy là các thể dị ứng thuốc khác nhau thì điều trị nó rất là khác nhau, đúng không ạ? Thì đối với dị ứng thuốc thể ban đỏ thì phần điều trị chúng ta lưu ý đấy là tiên lượng của nó điều trị rất là nhanh, là trong vòng 4 đến 10 ngày sẽ tự khỏi, tiên lượng rất là tốt, tự khỏi nếu không dùng, không tiếp tục dùng, không tiếp tục dùng cái thuốc mà gây ra bệnh, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là trong phần điều trị chúng ta bắt buộc sẽ phải có một cái ý, đó là dùng cái thuốc nghi ngờ, đúng không ạ? Và tư vấn bệnh nhân dùng thuốc an toàn và theo dõi điều trị, đúng không ạ? Trong những trường hợp như thế này chúng ta có cần xét nghiệm gì không hả các bạn? Bạn Phan Thị Tình đi ạ, có cần xét nghiệm gì không bạn? Em thưa cô thì theo như lúc nãy cô bảo thì có thể dựa vào lâm sàng và hỏi bệnh thì có thể chẩn đoán. Ok, tôi đồng ý là chúng ta có thể không cần xét trong trường hợp mà bệnh nhân rất là điển hình, chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải xét nghiệm gì. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng ta bắt buộc phải xét nghiệm cho bệnh nhân nếu như chúng ta thấy là bệnh nhân không điển hình và chúng ta không khẳng định được rằng bệnh nhân chính xác là bị dị ứng thuốc thể ban đỏ, đúng không ạ? Một số trường hợp đó, đấy là những cái dấu hiệu cảnh báo mà nó bất thường. Và trong trường hợp dị ứng thuốc thể ban đỏ thông thường nó sẽ không gặp, mà chúng ta có thể sẽ gặp nó ở trong các cái bệnh khác hoặc là các cái thể dị ứng thuốc nặng hơn, thì chúng ta vẫn phải lưu ý để chúng ta xét nghiệm. Ví dụ như là bệnh nhân dị ứng thuốc thể ban đỏ thì thường là sẽ không sốt, nhưng tự dưng chúng ta lại thấy bệnh nhân sốt trên 38 độ C, đúng không ạ? Hoặc là mặt mũi phù nề, có thương tổn niêm mạc, da rất là đau, cực kỳ ngứa, hoặc là có xuất hiện các cái bọng nước và thương tổn toàn thân, toàn trạng bất thường, đúng không ạ? Chúng ta cần phải cho xét nghiệm, đúng không ạ? Xét nghiệm gì thì tùy từng cái dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta sẽ cho các cái xét nghiệm khác nhau để chúng ta loại trừ các cái bệnh khác. Còn chúng ta lưu ý rằng đây là những dấu hiệu mà trong dị ứng thuốc thể ban đỏ sẽ không gặp, và chúng ta sẽ phải lưu ý là có thể chúng ta đang chẩn đoán nhầm đấy, để chúng ta xét nghiệm, đúng không ạ? Còn nếu mà nó không có tất cả những cái dấu hiệu đấy, bệnh nhân khỏe mạnh bình thường, chỉ xuất hiện ban đỏ hơi ngứa một chút và tiền sử dùng thuốc có vẻ rất là rõ, đúng không ạ? Có thể hơi mệt mỏi nhẹ nhẹ, đúng không? Thì chúng ta có thể không cần phải dùng gì, không cần phải xét nghiệm gì mà cho bệnh nhân ngừng cái thuốc mà chúng ta nghi ngờ và theo dõi, đúng không ạ? Bởi vì 7 đến 10 ngày tự nó khỏi. Chúng ta cần phải có một số cái chẩn đoán phân biệt với những một số cái bệnh điển hình của cái bệnh này, đúng không ạ? Quan trọng nhất đấy là những cái trường hợp mà do virus hoặc vi khuẩn gây ra ban, đúng không ạ? Người ta có thể gọi là hồng ban đa dạng, hoặc có thể đôi khi nó là xuất hiện gọi là ban với các cái sẩn, đúng không, của virus vi khuẩn. Hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đang thấy rằng là cái đợt dịch COVID này chẳng hạn thì cũng rất là nhiều bệnh nhân sẽ vào với chúng ta sau khi mà bị hết COVID khoảng độ vài tuần để xuất hiện các cái ban của virus, đúng không ạ? Người ta gọi là hậu COVID ấy. Đấy, thế thì những cái trường hợp đấy là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt, đúng không ạ? Bởi vì thông thường bệnh nhân sẽ có một cái tiền triệu trước, và bệnh nhân sẽ bị virus trước, sau đấy thì bệnh nhân mới dùng thuốc, và sau đó thì bệnh nhân phát ban. Và người ta đôi khi là chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa cái việc là bệnh nhân bị sốt phát ban do virus với cái việc là uống paracetamol hoặc là uống amoxicillin để chữa bệnh đau họng, đúng không ạ? Và gây ra dị ứng thuốc do paracetamol hoặc là dị ứng thuốc thể ban đỏ do cái thuốc kháng sinh, đúng không ạ? Một cái bệnh cảnh mà chúng ta thấy có sốt trước rồi mới uống thuốc rồi mới phát hiện ban, thì đấy là một cái bệnh cảnh cực kỳ dễ nhầm lẫn, đúng không ạ, với cái dị ứng thuốc thể ban đỏ. Và chúng ta sẽ phải dựa vào cái đặc điểm ban, đúng không ạ? Đặc điểm ban của bệnh nhân, ví dụ như là ban mà nó không phải là sẩn cố định, hoặc là nó chạy từ chỗ này sang chỗ kia, hoặc là ban máy đay chẳng hạn, thì chúng ta phân biệt. Tôi xin lỗi nửa phút. Thế thì cái vấn đề là chẩn đoán phân biệt trong trường hợp này là một cái cũng phải cần cái kỹ năng và những cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho bệnh nhân trong cái bệnh cảnh khi chúng ta nhìn thấy cái ban đỏ, nó rất quan trọng.
trong cái việc là chúng ta có chuẩn đoán phân biệt được hay không. Còn trong phần bài thi của chúng ta thì chúng ta phải bộc lộ làm sao cho ra được cái vấn đề đấy, đúng không? Ví dụ như ban do virus vi khuẩn thì nó sẽ có các đặc điểm như thế nào, chúng ta ghi liệt kê ra. Chúng ta lưu ý rằng là với những câu chuẩn đoán phân biệt, nếu như chúng ta viết được tên của cái bệnh cần phải chuẩn đoán phân biệt, ví dụ là hồng ban đa dạng do virus vi khuẩn, chúng ta thường sẽ được 1/2 số điểm. Nếu mà chúng ta trình bày rất là rõ là nếu như trong trường hợp mà chúng ta thấy là các bạn sẽ thấy rằng là nếu như mà các bạn chỉ ghi được cái mỗi cái tên của cái bệnh cần chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ được 1/2 số điểm, và chúng ta cần phải viết thêm một số cái ý để chúng ta phân biệt được các cái bệnh đó với nhau thì chúng ta mới được đủ gọi là điểm tối đa, thì chúng ta phải cố gắng để khai triển. Còn làm nào để khai triển thì các bạn cần phải dựa vào cái sườn bài này để các bạn đọc thêm trong sách để các bạn khai triển nó thôi. Ví dụ hồng ban đa dạng do virus vi khuẩn có đặc điểm thế nào, phát ban liên quan tới các cái bệnh hệ thống thì nó có những bệnh như thế nào, và nó có thể là có những cái đặc điểm như thế nào để chúng ta có thể phân biệt được cái vấn đề một cái dị ứng thuốc thể ban đỏ chẳng hạn, hay là ví dụ máy đay thì cần phải phân biệt với dị ứng thuốc thể ban đỏ như thế nào chẳng hạn, ví dụ thế. Các bạn phải liệt kê được ra, nhưng không được thiếu ý lớn là không được thiếu, bởi thiếu ý lớn là các bạn sẽ mất cả điểm cả câu. Còn nếu mà các bạn chỉ ghi được ý lớn mà không khai triển được ra, các bạn sẽ chỉ được 1/2 số điểm. Nhưng đừng có sa đà vào những cái này nhé, bởi vì trong một cái câu là chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt của từng cái ý nhỏ này thì mỗi cái ý nhỏ này nó được chỉ tối đa đến 0,5 điểm thôi trong tổng số 10 điểm của cả câu thôi. Cho nên nếu mà các bạn ngồi các bạn viết tràn ra đại hải về những cái này thì các bạn sẽ mất thời gian để gọi là trình bày những cái khác. Đấy là lý do tại sao mà nội chú ghi đến 7 trang, viết đến 7 trang mà vẫn bị trượt cái câu này là vì thế, các bạn hiểu không ạ? Nếu viết quá dài và sa đà vào những thứ người ta không quan tâm, đúng không ạ? Biết cách làm bài. Rồi, điều trị. Nào, điều trị, bây giờ chúng ta điều trị gì? Bạn Cao Thuận đi ạ. Trong trường hợp này các bạn sẽ điều trị gì ạ? Bạn Cao Thuận đâu nhỉ? Bạn ơi, làm ơn tập trung nghe giảng và tôi gọi đến bạn nào thì bạn đấy bật mic lên và trả lời luôn cho tôi có được không ạ? Bởi vì nếu không thì các bạn khác sẽ rất là mất thời gian. Tôi không có điểm danh các bạn, nhưng mà các bạn cần phải theo dõi bài giảng và tôi muốn giao lưu với các bạn. Alo? Bạn Đỗ Thị Hoài ạ. Vâng ạ, em chào cô. Để điều trị cho bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể ban đỏ thì mình sẽ sử dụng đến kháng histamin. Sử dụng thuốc bôi ngoài da bằng kháng histamin là mình dùng đường uống, bôi ngoài da mình sử dụng corticoid bôi và có thể sử dụng thêm kem dưỡng ẩm để phục hồi da. Vâng, và có thể cân nhắc đến việc sử dụng corticoid nếu tổn thương quá nặng. À, kinh hoàng quá ha. Cảm ơn bạn. Nguyên tắc điều trị của một cái trường hợp dị ứng thì các bạn khi các bạn trình bày cái câu này, các bạn luôn luôn phải có cái câu dòng đầu tiên, đấy là ngừng thuốc nghi ngờ. Bởi vì bạn có bôi dưỡng ẩm hay kháng histamin hay làm cái củ khỉ gì mà các bạn không dừng thuốc nghi ngờ thì nó sẽ không thể khỏi được. Bạn hiểu không ạ? Và trong đáp án cái từ là dừng thuốc nghi ngờ nó chiếm 2/3 số điểm của cái ý này. Các bạn hiểu ý không ạ? Nếu mà các bạn trình bày rất dài cái phần điều trị kháng histamin rồi có thể đến thậm chí là đến cả dùng cả corticoid khi nặng mà các bạn không có cái câu dừng thuốc nghi ngờ là các bạn mất toi luôn cái số điểm của câu này luôn. Được không ạ? Cái thứ hai đấy là tư vấn dùng thuốc an toàn. Đấy là hai câu bất di bất dịch các bạn không thể quên được trong tất cả các thể nhá. Ngừng thuốc nghi ngờ và tư vấn dùng thuốc an toàn. Cái ý thứ ba đấy là điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng nghĩa là sao? Nó là chỉ là một ý phụ và nó chiếm 1/3 số điểm của câu của cái ý này, đúng không ạ? Và trong cái điều trị triệu chứng thì các bạn sẽ có thể gạch ra có triệu chứng gì thì điều trị triệu chứng đấy. Bởi vì đây là một trường hợp thể dị ứng thuốc tiên lượng rất tốt. Nên là chả điều trị gì nó cũng tự khỏi mà. Ngừng thuốc ăn nghi ngờ là nó đã khỏi rồi thì bạn cần gì mà phải dùng nhiều thứ thế nhá. Các bạn đồng ý không ạ? Đây là một cái lý thuyết mà nghe nó rất là dở hơi. Đấy là không điều trị gì nhưng lại là một phương pháp điều trị. Các bạn hiểu không ạ? Không điều trị gì lại là phương pháp điều trị tốt nhất. Đối với trường hợp dị ứng thuốc thì đúng chính xác không điều trị gì là điều trị tốt nhất. Bởi vì tại sao? Khi chúng ta không điều trị gì nghĩa là chúng ta dừng toàn bộ mọi thứ, là chúng ta đã cắt cái nguy cơ mà gọi là nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân. Còn khi chúng ta cho bất kỳ một cái điều trị gì mà chúng ta lại không để ý đến cái vấn đề là chúng ta đang cho cái gì thì nó hoàn toàn có thể rơi vào cái thuốc mà bệnh nhân dị ứng hoặc là dị ứng chéo với cái thuốc của bệnh nhân. Các bạn hiểu ý không ạ? Cho nên là lý thuyết của nó luôn luôn sẽ là như vậy.
Còn thực tế các bạn làm nào các bạn cứ cứ tự làm ha. Nhưng mà đối riêng với trường hợp tất cả trường hợp dị ứng thì không điều trị gì luôn luôn là phác đồ điều trị tốt nhất nhé. Đấy, tất nhiên là chúng ta ví dụ như với thể dị ứng thuốc nhẹ đúng không? Còn với những trường hợp dị ứng thuốc nặng ví dụ như lien vân vân thì chúng ta vẫn phải có những cái xử trí cấp cứu thì tôi không nói nhá. Thế vậy thì đối với trường hợp dị ứng thuốc thể ban đỏ thì chúng ta sẽ có hai cái chính. Đấy là ngừng ngay không nghi ngờ và tư vấn dùng thuốc an toàn. Và chúng ta lưu ý là ý của hai câu này gấp đôi cái ý ở cái câu giữa, mặc dù khi các bạn viết thì các bạn có thể viết cả trang cho cái câu giữa, cái ý giữa đấy là điều trị triệu chứng, nhưng thực tế thì cái điểm của nó lại rơi vào hai cái ý còn lại. Đấy là lý do tại sao mà nội chú học càng siêu thì càng dốt, càng dễ trượt là vì thế. Bởi vì trình bày cái điều trị triệu chứng rất siêu, thực tế là các bạn ấy có thể trên lâm sàng các bạn ấy kê đơn rất giỏi và các bạn có thể điều trị triệu chứng rất giỏi, nhưng lý thuyết của các bạn ấy rất là tệ bởi vì các bạn không học tủ nhá, đúng không ạ? Đấy, thế thì ngừng ngay thuốc nghi ngờ và tư vấn dùng thuốc an toàn là cái bất di bất dịch cho tất cả các câu điều trị của bệnh phần dị ứng thuốc, ý nào cũng phải cho vào. Về phần điều trị triệu chứng thì giữa các thể dị ứng thuốc nó hơi khác nhau một chút đúng không ạ? Nó hơi khác nhau ở chỗ nào, ví dụ đối với dị ứng thuốc thể ban đỏ thì chúng ta có một cái ý lưu ý, đấy là vấn đề corticoid đường toàn thân là không được dùng. Thực tế chúng ta dùng thì cũng chả sao, nhưng mà giữa cái nguy cơ và thiệt hại cho bệnh nhân và với cái việc là bệnh nhân tự khỏi thì chả cần dùng cũng chả sao. Thế cho nên là lý thuyết của nó là không dùng. Còn các bạn trên thực tế các bạn thích dùng thì các bạn cứ đi mà dùng nhé. Tôi thì tôi có một cái kinh nghiệm, đấy là nếu như bệnh nhân không có những cái toàn trạng quá nặng nề, bệnh nhân cứ khỏe như Vân này thì cần gì mà phải dùng corticoid đúng không? Để hai hôm ngày hôm sau nó nặng dần đấy, thứ ba nó nặng hết là xong đúng không ạ? Nếu như bệnh nhân ngứa thì chúng ta sẽ dùng kháng histamine đường uống. Nếu như trên da của bệnh nhân nó có xuất hiện những cái vấn đề khó chịu, ví dụ như là ngứa ngáy hoặc là bong chóc hoặc là khô da vân vân, những cái vấn đề liên quan tới cái ban đỏ hoặc cái sẩn nó để lại thì chúng ta có thể cho bôi corticoid tại chỗ để cho nó giảm cái tổn thương da nhanh hơn thôi. Hoặc đôi khi thì trong giống như trong máy đay ấy, chúng ta có thể bôi một tan ấy, xoa này gọi là xoa để làm niềm tin ấy mà. Nghĩa xoa tự dưng thấy dịu đi, ừ đúng rồi dịu đi thật, giảm đỏ thật, nhưng thực tế thì nó chả khỏi được cái bệnh đấy đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sẽ dùng corticoid bôi trên da nếu như chúng ta cảm thấy là tổn thương da của bệnh nhân nhiều. Nhưng thực tế thì đối với dị ứng thuốc thể ban đỏ về cơ bản là chả phải làm gì, kể cả kháng histamine đừng uống có khi không cần nhé. Thực tế là tự ngừng thuốc là nó sẽ khỏi thôi nha các bạn hiểu không ạ? Nên tất nhiên là trong phần điều trị triệu chứng chúng ta vẫn sẽ dùng một số thứ, ví dụ như giảm ngứa quá thì chúng ta cho kháng histamine, và trên lâm sàng mà chúng ta không kê một cái gì cho bệnh nhân thì bệnh nhân nhiều khi người ta lại nhìn mình với con mắt nó hơi bất thường. Thực tế nó không bất thường đâu, nó lại là một bác sĩ giỏi đấy, nhưng mà tư vấn giỏi mới là điều tốt. Nhưng mà thực tế thì đến khám mà lại không kê cho người ta cái đơn gì, thậm chí là có khi người ta không truyền nước, người ta còn bỏ về luôn ý. Đấy, thì các bạn lâm sàng thì tùy lựa bệnh nhân mà dùng, nhưng đừng có làm cho bệnh nhân bị nặng lên bằng cách là cho thêm quá nhiều các cái loại thuốc vớ va vớ vẩn mà chẳng để làm gì đúng không ạ? Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái cây thứ hai một cách nhanh chóng thôi, những cây sau tôi sẽ làm nhanh nhá. Bạn Quốc Trung phân tích tổn thương cơ bản và trả lời những cái ý cho câu hôm hai này hộ tôi. Quốc Trung. Hello ạ. Em đây ạ. Bạn có biết đây bệnh gì không? Như cô và bệnh nhân có các cái tổn thương, thứ nhất ở vị trí ở các kẽ, ở vị trí kẽ các ngón tay, bàn tay, nó các cái tổn thương kiểu bọng nước ấy, ở bàn tay. Ngoài ra thì còn có các cái tổn thương ở môi, cái tổn thương này. Bạn đặt cho bệnh nhân câu hỏi gì? Thì đầu tiên thì em vẫn sẽ hỏi bệnh nhân là đầu tiên là tổn thương này xuất hiện cách đây bao lâu? Xuất hiện cách đây 2 hôm. 2 hôm. Bệnh nhân đã Đã gì? Alo. Vâng. Bạn trả lời đi ạ. Vâng, thì tổn thương bọng nước. Bạn có nghĩ đến bệnh gì không? Em chưa nghĩ đến dị ứng lắm ạ. Không nghĩ bệnh gì, coi như là bạn trả chuẩn đoán được bệnh nhân này rồi. Thôi rồi, ok, cảm ơn bạn Quốc Trung. Đây là một cái thể dị ứng mà nó gọi là điển hình và nó rất đặc biệt đến cái nỗi đấy là nếu mà chúng ta gặp một lần thì chúng ta nhớ đời luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nhìn thấy nó bao giờ thì không bao giờ chúng ta chuẩn đoán được nó.
Cái câu chuyện về cái phần cái bệnh này thì nó cũng xuất phát từ rất là nhiều cái kinh nghiệm của tôi liên quan đến cái bệnh này. Tôi có một số người bạn ở bên Bạch Mai, ở bên nội Bạch Mai, và người ta bị một trong số đó người ta bị một cái tổn thương kiểu dạng như này cả năm, cứ bị đi bị lại bị cả năm, và bác sĩ luôn ha, người ta chả biết là bệnh gì, xong đi chữa khắp nơi, chữa cái nọ cái kia lung ta lung tung, rồi là chữa viêm da tiếp xúc, rồi chữa cái nọ kia, xong rồi đến lúc mà người ta đến với bên mình thì tôi nhìn thấy bảo ôi giời, đây là hồng ban cố định nhiễm sắc rồi, và nó tóm lại là anh chị về xem lại cái thuốc của anh chị đi. Và cuối cùng thì chúng tôi đã phát hiện ra là bệnh nhân bị dị ứng với một cái thuốc mà bệnh nhân dùng cả vài năm rồi, đấy là một cái thuốc chống huyết áp. Thế thì nhóm thuốc chống huyết áp cũng có một số nhóm, đặc biệt là amlodipine chẳng hạn, nó rất gây ra hiện tượng như này, và bệnh nhân thậm chí là chả bao giờ nghĩ là do cái thuốc huyết áp đấy, bởi vì thuốc huyết áp thì bệnh huyết áp nó bị lâu rồi, và thuốc huyết áp là một cái thuốc dùng mãn tính, và bệnh nhân cứ dùng mãi thôi và chẳng bao giờ nghĩ rằng là hồi hóa ra là cái thuốc huyết áp nó gây ra cái bệnh này. Và bệnh nhân thì nói rằng là chắc là do thuốc huyết áp đấy, thì đổ thuốc huyết áp đi thì nó ổn. Còn trước đó thì cũng phải thuyết phục mãi bệnh nhân mới tin được rằng đây là một trường hợp dị ứng thuốc. Bởi vì thực tế là lâm sàng của nó rất điển hình, nó có các cái đặc điểm của một cái hồng ban, đúng không ạ? Một cái ban màu đỏ cộng với cả cái tổn thương tái đi tái lại tại một vị trí, và để lâu thì nó trở thành màu thâm, người ta gọi là hồng ban cố định và nhiễm sắc. Và cái hình ảnh này nó rất đặc trưng, nghĩa là cứ nhìn thấy hình ảnh này là chúng ta phải nghĩ đầu tiên đến là dị ứng thuốc, mà thuốc sẽ là một cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng thường xuyên. Đặc biệt nếu bệnh nhân hay nói với mình là ô có bị cả năm rồi ấy, thỉnh thoảng nó đỏ lên rồi thỉnh thoảng nó bọng nước lên xong rồi nó lại xịt đi ấy, thì nó lại càng điển hình đấy là cái sự tái phát của nó liên quan đến vấn đề là vẫn dùng thuốc, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến hồng ban cố định nhiễm sắc thì có mà đến cả đời chúng ta chả bao giờ chẩn đoán được nó. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy một lần đấy là hồng ban xuất hiện đi xuất hiện lại tại một vị trí, thỉnh thoảng đỏ lên thỉnh thoảng bọng nước lên và thâm lại, rồi sau đấy lại ổn một chút nhưng mà không hết hẳn, xong rồi lại xuất hiện lại, thì chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh này. Và cái bệnh này thì khi nghĩ đến nó thì chẩn đoán rất đơn giản, đấy là chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân làm một cái gọi là một cái sổ theo dõi, viết tất cả những cái thuốc men mà bệnh nhân dùng hàng ngày vào trong quyển sổ, và cứ khi nào nó đỏ lên thì chúng ta nhìn lại cái danh sách thuốc xem là chúng ta đang thêm cái thuốc gì, thì chúng ta sẽ tìm ra được nó. Và nó có một cái đặc điểm với lâm sàng, đấy là cái khoảng thời gian từ khi bắt đầu uống thuốc cho đến khi mà xuất hiện cái đỏ lên ấy, nó chỉ rơi vào trong khoảng vài giờ đến 2 ngày thôi. Thế cho nên những bệnh nhân mà nó có những cái cơn đỏ rõ rệt, ví dụ như là ô cách đây 6 tháng cháu bị lần như thế, bây giờ cháu lại bị, thì chúng ta chỉ cần hỏi 2 ngày trước bạn dùng thuốc gì là nó ra ngay. Nếu như bệnh nhân dùng 1 lít thuốc thì chúng ta vẫn phải hướng dẫn bệnh nhân làm sổ theo dõi. Nhưng nếu như bệnh nhân dùng 1 thuốc thì ra ngay, đúng không ạ? Bởi vì nó rất là ngắn, từ khi bắt đầu dùng thuốc cho đến khi xuất hiện tổn thương là chỉ có trong vòng khoảng độ 2 giờ 2 ngày thôi, vài giờ đến 2 ngày thôi, được không ạ? Đấy, còn đâu thì nếu mà không dùng không hướng đến nó thì cháu được chẩn đoán. Đấy, thế thì với lâm sàng thì tổn thương rất điển hình, và cái phần lâm sàng chúng ta phải kể cho nó đủ, đặc biệt là trong cái câu gọi là chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt của bệnh này, thì cái lâm sàng của nó vì nó rất điển hình và rất kinh điển cho nên chúng ta phải cho nó đủ ý nhá, không được thiếu bất kỳ một ý nào. Hình ảnh nó thế nào, tròn thế nào, bọng nước thế nào, vị trí thế nào, tăng sắc tố thế nào, tái phát thế nào, vân vân, phải viết cho đủ. Và để viết đủ nhất thì các bạn có thể tham khảo trong sách giáo khoa, còn tôi đã gạch cho các bạn một vài cái ý để không thể thiếu được trong cái vấn đề là hồng ban thế nào, cố định thế nào và nhiễm sắc thế nào rồi, thì các bạn phải viết cho đủ, đúng không ạ? Tả càng hay càng tốt, nhưng mà càng càng ngắn gọn xúc tích và đủ ý thì càng tốt, chứ không viết tràn ra đại hải ra mà vẫn không đủ ý, đúng không ạ? Về vấn đề xét nghiệm thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là xét nghiệm chúng ta có thể dùng test áp, tuy nhiên thì cái xét nghiệm để chuẩn đoán cái hồng ban cố định nhiễm sắc này về cơ bản nó là rất khó, bởi vì đôi khi chúng ta làm test áp với đúng cái thuốc đó rồi nhưng nó cũng cái tỷ lệ dương tính nó cũng rất là thấp. Và nguyên tắc của nó đấy là phải test áp đúng vào cái vị trí mà người ta hay bị xuất hiện cái tổn thương, chứ nếu mà test ra ngoài vị trí đấy thì nó cũng chẳng dậy lên đâu, đúng không ạ? Thế cho nên là cái cách chuẩn đoán tốt nhất của nó đấy là hỏi bệnh và ghi sổ theo dõi thuốc và dùng thử. Đây gọi là một trong những cái thể dị ứng thuốc mà chúng ta có thể dùng thử, bởi vì là nó đa số các trường hợp là nó không quá nặng, nghĩa là chúng ta có thể cho bệnh nhân ngừng hết thuốc đi, xong rồi sau đấy thì dùng lại một cái thuốc mà chúng ta nghi ngờ trong cái nhóm danh sách của bệnh nhân list ra, và chúng ta sẽ xem lại cái đợt hồng ban cố định nhiễm sắc nó phát lại, rồi sau đó hơi ngừng là nó ổn thôi nhé. Đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái quyển sổ và test dùng thử.
điều trị thì cũng khỏi sớm, tiên lượng khỏi sớm trong vòng 7 ngày. Vấn đề điều trị tiên lượng của nó đấy là khỏi cái bọng nước và khỏi cái ban đỏ. Còn đôi khi thì nó sẽ dai dẳng vì cái vấn đề thâm, cái giáp thâm ấy, nó sẽ rất là lâu. Có khi nó giảm dần cái thâm này, có khi phải mất đến 4 đến 6 tháng. Rồi sau đấy nó chưa giảm hết thì nó lại thêm một bồi, thêm một đợt, uống thêm một loại một đợt thuốc nữa thì nó lại bị lại. Thế cho nên là cái này nó liên quan đến cái tiên lượng dai dẳng, thì đấy là do cái vấn đề về tăng sắc tố sau viêm của cái bệnh này, đúng không ạ? Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta phải gạch ra đủ cho bốn cái ý này. Đấy là chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh gây tăng sắc tố, chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh da có bọng nước, chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh viêm da tiếp xúc và các thể dị ứng thuốc nặng hơn. Và đây là ý chính. Còn đâu thì các bạn cần phải khai triển ra. Ví dụ bệnh tăng sắc tố gặp những bệnh gì, chúng ta có thể kể một vài bệnh và nêu một vài cái đặc điểm khác biệt giữa hồng bàn cố định nhiễm sắc với cái bệnh tăng sắc tố đó, đúng không ạ? Ví dụ thế chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đủ được cái điểm của cái câu này nhé. Rồi chúng ta đi nhanh sang cây lâm sàng thứ ba. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 44 tuổi xuất hiện tổn thương sau khi uống amlodipine 1 ngày và bệnh nhân có kèm sốt 39 độ C, đúng không ạ? Đây là tổn thương cơ bản của bệnh nhân. Các bạn có lưu ý gì không ạ? Có thấy gì đặc biệt không ạ? Mời bạn Mai Huệ, chuyên khoa 1. Bạn Mai Huệ ơi. Alo. Em thưa cô ạ. Ở tổn thương cơ bản bệnh nhân này nó là những cái mụn mủ nông ở trên cái nền da đỏ là lan tỏa toàn thân ạ. Thì bệnh nhân này có sốt thì trên cái trường hợp như này thì em sẽ hỏi thứ nhất là tổn thương bệnh nhân xuất hiện từ bao giờ ạ? Và trước khi xuất hiện tổn thương này thì bệnh nhân có sử dụng các loại thuốc gì không ạ? Và ở bệnh nhân này thì em nghĩ nhiều đến cái AGEP ạ. Ok. Cái khoảng thời gian từ khi mà uống thuốc cho đến khi bị bệnh, các bạn có trong cái thể này các bạn có lưu ý được nó là khoảng bao lâu để chúng ta có thể khai thác được cái vấn đề về thuốc dùng nghi ngờ không? Thưa cô, thời gian thuốc dùng thuốc này thông thường thì nó cũng ngắn, trong khoảng một tuần thì có thể sẽ xuất hiện cái tổn thương của AGEP vậy ạ. Ok, đồng ý. Chúng ta sẽ rất lưu ý đấy là khi chúng ta hỏi câu đấy là bạn có dùng cái thuốc gì trước khi nó lên cái nốt hay không, thì chúng ta cần phải nhìn lại xem là cái khoảng thời gian từ khi uống thuốc cho tới khi bị phát bệnh nó là bao lâu của từng cái thể bệnh để chúng ta hỏi cụ thể. Ví dụ khi chúng ta định hướng tới AGEP thì chúng ta phải nhìn lại lý thuyết xem là AGEP thì nó sẽ rơi vào khoảng thời gian bao lâu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái này nó hơi che nhỉ. Đây, để này đi. Cái AGEP thì thông thường đấy là thời gian từ khi bắt đầu uống thuốc cho đến khi xuất hiện các cái tổn thương đầu tiên, nó có thể rơi vào vài giờ cho tới 3 tuần. Đấy. Nó cũng là một trường hợp có thể xuất hiện tương đối muộn, nhưng đa số trường hợp AGEP là xuất hiện rất là sớm, thậm chí là vài giờ hoặc là trong vòng một ngày. Đấy. Ví dụ như bệnh nhân của chúng ta ở đây, đấy là trường hợp uống một ngày thì bị. Mà nhưng thông thường thì những cái trường hợp bị lần đầu ấy, thì nó sẽ là dài. Còn những cái trường hợp bị lại, nghĩa là đã bị một lần trước rồi, xong lần sau bị lại, uống lại thì nó sẽ ngắn hơn. Cũng giống như hồng ban cố định nhiễm sắc cũng như vậy. Ví dụ như uống 2 ngày mới xuất hiện hồng ban cố định nhiễm sắc thì đấy là lần đầu tiên. Nhưng mà nếu mà lần thứ 2 mà uống thì uống một, có khi chỉ uống xong phát là mấy giờ sau nó đỏ xuất hiện lên luôn. Đấy thì là do cái tính chất về vấn đề dị ứng thôi, cơ chế của dị ứng thôi, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái bệnh mà nó có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán, cho nên là khi chúng ta trình bày cái phần chẩn đoán xác định cho bệnh thì chúng ta chọn một trong các cái tiêu chuẩn chẩn đoán có trong sách giáo khoa để chúng ta trình bày vào trong cái bài thi là ok nhá. Tên của bệnh chúng ta nên ghi thật là chuẩn, đúng không ạ? Có thể tên tiếng Anh thì chúng ta không cần ghi cũng được, nhưng chúng ta nên hiểu thế nào gọi là AGEP để chúng ta nhớ cho nó vào đầu được lâu hơn, nhất là với những cái trường hợp mà các bạn là chuyên khoa về da liễu, đúng không ạ? Còn với những cái bạn mà không phải chuyên khoa da liễu thì chúng ta muốn nhớ được nó thì chúng ta có thể nhớ bằng tên tiếng Việt cũng được. Đấy là có một cái thể dị ứng thuốc lan tỏa và xuất hiện tương đối nhanh, đặc biệt là liên quan đến kháng sinh và thuốc huyết áp thì nó rất hay gặp đấy. Thuốc huyết áp là điển hình đấy, thì nó có thể gây ra mụn mủ, nghĩa là xuất hiện mụn mủ lan tỏa khắp nơi, đúng không ạ? Thì chúng ta nghĩ đến AGEP. Đây là một trong những cái thể dị ứng mà đã là trường hợp dị ứng nặng rồi và nó có thể có tiên lượng tử vong rất là cao rồi. Tỷ lệ tử vong của nó lên đến 5% nếu mà chúng ta không ngừng được cái thuốc nghi ngờ hoặc là không điều trị được những cái vấn đề biến chứng của nó. Các cái xét nghiệm cần làm thì đây là một cái trường hợp xét nghiệm mà một cái trường hợp dị ứng thuốc mà chúng ta bắt buộc phải xét nghiệm rồi. Nó không giống như hai cái trường hợp trên đấy là xét nghiệm hay không thì tùy. Với những cái trường hợp dị ứng thuốc nặng, thông thường bệnh nhân sẽ tử vong do cái vấn đề là chúng ta có các cái triệu chứng mà chúng ta không quản lý được, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới gan, thận và toàn thân, đúng không ạ?
cho nên là chúng ta cần phải làm các xét nghiệm. Và đối với và có một cái nhóm xét nghiệm nữa là cái nhóm xét nghiệm để phát hiện cái chẩn đoán cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thì với trường hợp AGET là một trường hợp mà điển hình của dị ứng thuốc theo cơ chế kịch phát của bạch cầu trung tính, cho nên là chúng ta phải bắt buộc phải làm công thức máu. Và khi làm công thức máu thì chúng ta sẽ thấy là bạch cầu nó rất là tăng rất là cao, đặc biệt là trung tính tăng rất cao, nhưng mà cái bi lăng liên quan đến viêm thì nó lại không rõ, nghĩa là không phải do viêm mà là vô khuẩn đấy. Đây là một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà tôi gợi ý để cho các bạn trình bày vào trong cái bài thi, và các bạn có thể trình bày tiêu chuẩn khác tùy các bạn, nhưng đây cũng là một trong những tiêu chuẩn mà nó dễ nhớ. Đấy là có 5 cái tiêu chuẩn chính, đúng không ạ? Và một trong những cái tiêu chuẩn đó đấy là các cái mụn mủ nhỏ dưới 5mm không nằm ở nang lông và trong thượng bì dưới lớp sừng và trên nền rát đỏ, đúng không ạ? Và sốt trên 38 độ, bạch cầu trung tính tăng trên 7 gigalit và mụn mủ xuất hiện cấp tính sau khi dùng thuốc và mất đi rất nhanh trong vòng 15 ngày sau khi ngừng thuốc. Nghĩa là ngừng cái thuốc gây bệnh thì 2 tuần là nó sẽ hết, đúng không ạ? Trừ những trường hợp mà nó bị biến chứng, đúng không ạ? Có các cái thay đổi đặc trưng ở trên mô bệnh học. Và đây là cái phần chẩn đoán phân biệt của bệnh. Thế thì đối với bệnh da liễu thì chúng ta cũng luôn thấy rằng là bệnh nhân có biểu hiện gì thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với các cái nhóm bệnh đấy, đúng không ạ? Trong trường hợp bệnh nhân có mụn mủ rất nhiều như thế này thì đương nhiên cái chẩn đoán phân biệt hàng đầu của bệnh nhân sẽ là tất cả những cái bệnh mà gây ra mụn mủ, đúng không ạ? Và một trong những cái bệnh mà chúng ta ít khi chẩn đoán phân biệt được nhất, bởi vì cái mụn mủ nó giống với cái AGET nhất, đấy chính là vẩy nến thể mủ. Nó cũng là mụn mủ nông vô khuẩn và xuất hiện đồng loạt, hệt như là vẩy nến thể mủ. Thực ra thì về cơ chế bệnh sinh của hai cái bệnh này nó giống hệt hên nhau trong cái vấn đề phát sinh mụn mủ, nó chỉ thậm chí kể cả giải phẫu bệnh cũng giống nhau luôn, gần như là giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác nhau duy nhất một cái điều đấy là cái việc kịch phát cái mụn mủ ở trong AGET thì là liên quan đến vấn đề thuốc, còn cái kịch phát mụn mủ ở trong vẩy nến thể mủ thì liên quan đến cơ chế của vẩy nến thể mủ bạn nhé. Thế cho nên là cái việc chẩn đoán phân biệt AGET và vẩy nến thể mủ là những cái chẩn đoán phân biệt rất khó khăn, chúng ta phải dựa rất sát vào vấn đề gọi là bệnh cảnh, bệnh sử, để chúng ta biết đấy có phải là vẩy nến thể mủ hay là đấy là AGET nhé. Ngoài ra thì còn có các cái mụn mủ khác, ví dụ như mụn mủ dưới lớp sừng, mụn mủ do vi khuẩn và các thể dị ứng khác nặng hơn, các cái hồng ban đa dạng và các cái viêm nang lông có thể gây ra mụn mủ ngoài da, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ chuẩn đoán phân biệt nó với các cái trường hợp như vậy, bởi vì tổn thương cơ bản chính của nó là mụn mủ trên nền rát đỏ, cho nên là chuẩn đoán phân biệt của nó cũng sẽ là mụn mủ trên nền rát đỏ. Và chúng ta phải gạch đầu dòng đủ cũng như là liệt kê cho đủ các cái ý để chúng ta có thể phân biệt được, đúng không? Ví dụ như mụn mủ dưới lớp sừng là như thế nào, để phân biệt được với cái mụn mủ do AGET thì chúng ta cần phải đọc bài mụn mủ dưới lớp sừng thôi, đúng không? Mụn mủ do vi khuẩn nó thế nào thì chúng ta phải đọc thôi. Còn đương nhiên là những cái trường hợp này, vậy nếu thì mủ bản thân nó cũng có thể bị nặng lên do dùng thuốc, thế cho nên là cái có đôi khi cái lịch sử là có dùng thuốc hay không dùng thuốc sẽ làm nhiễu của chúng ta. Đấy là bệnh nhân có dùng thuốc thì nó là vẩy nến thể mủ, hay là bệnh nhân có dùng thuốc thì nó là dị ứng thuốc, thì nó là một cái câu một cái bệnh cảnh nhiễu, cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì để chẩn đoán phân biệt, ví dụ như vẩy nến thể mủ chẳng hạn, nó luôn luôn có một cái tiền sử vẩy nến trước, đúng không? Và đương nhiên là sau khi ngừng thuốc nghi ngờ thì vẩy nến thể mủ nó vẫn tái phát, đúng không? Còn trong bệnh trường hợp dị ứng thuốc mà ngừng thuốc nghi ngờ này rồi thì đương nhiên nó không tái phát nữa, và sau 15 ngày thì nó hết, và nó hết hoàn toàn, nó không giống vẩy nến thể mủ, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà giúp cho chúng ta trình bày được cái phần này tốt. Rồi chúng ta đi sang cái nhóm thứ tư, đúng không ạ? Mấy các bạn đã biết cái bệnh này chưa? Tôi không hiểu tại sao cái số người tham gia của chúng ta lúc trước nó là 30 bây giờ nó thành 24, tôi chả hiểu. Thế các bạn nào nghe giảng thì ấm vào thân bạn đấy nha. Bạn nào không nghe thì kệ nha. Rồi, ca lâm sàng thứ tư chắc là chúng ta nhìn thì chúng ta cũng đã đoán ra được rồi, đúng không ạ? Đây là một cái trường hợp dị ứng thuốc rất là nặng. Mà chúng ta vẫn hay nói chuyện với nhau đấy là lien, đúng không ạ? Đôi khi thì cái từ lien cũng là một cái từ cổ điển, và nếu mà các bạn search ở trên mạng với những bạn sau đại học, đặc biệt nội trú mà search là các cái nghiên cứu liên quan đến lien thì bây giờ chả có ai tìm được đâu, bởi vì thực tế là trên lâm sàng người ta không gọi lien nữa, mà người ta trên thế giới người ta không gọi lien mà người ta gọi là ten, đúng không ạ? Chúng ta phải search chữ ten thì nó ra, chứ search chữ lien thì nó không có ra ở đâu. Đấy là tên của một cái ông nào đó, Mr. Lien nào đó, đã có cái công trong cái việc là trong cái thời gian đầu để chẩn đoán cái bệnh này, đúng không? Tôi chả nhớ được cái câu chuyện lịch sử này. Tuy nhiên thì search chữ lien, hội chứng lien là gần như chúng ta không có kiến thức gì về bệnh này hết. Thế cho nên đôi khi chúng ta sau đại học chúng ta phải cập nhật một số cái tên gọi là chuẩn quốc tế, đúng không? Còn đối với không biết hiện tại bây giờ giao ban chúng ta vẫn dùng lien nhỉ? Hội chứng lien vẫn cứ nói mà suốt chúng ta làm cho học viên cũng cứ suốt ngày lien làm cho chúng ta giảm cái khả năng để tiếp cận với thế giới, đúng không ạ?
bởi vì chúng ta search chữ Lien thì chả ai hiểu, chúng ta nói với bạn bè quốc tế của chúng ta Lien là người ta cũng không hiểu luôn, đúng không? Người ta có thể có những người, người ta sẽ còn không hề hiểu là chúng ta nói đến cái gì cơ ấy. Cho nên là những cái từ kinh điển thì cũng rất là quý và dễ giúp chúng ta nhớ được cái bệnh đó lâu. Nhưng mà đôi khi thì nếu mà chúng ta cứ dùng các cái từ thuật ngữ kinh điển quá dài, nó trở thành giảm áp bếp, đúng không ạ? Thế thì đây là một cái trường hợp mà hội chứng Steven Johnson và Ten, đúng không ạ? Steven Johnson và Ten thì cũng là một bệnh thôi, trong một cái thể, một cái phổ từ nhẹ đến nặng, đúng không ạ? Và chúng ta hay nhớ được một cái kiến thức đấy là nếu mà dưới 10% diện tích cơ thể và có hai tổn thương trên hai niêm mạc thì nó là Steven Johnson. Còn nếu mà tổn thương trên 30% diện tích cơ thể, đúng không ạ? Thì người ta sẽ gọi là TEN, nghĩa là hoại tử thượng bì nhiễm độc do thuốc, đúng không ạ? Đấy, và nếu mà trong cái trường hợp là giữa 10 với 30 thì người ta sẽ gọi là overlap chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế thì nó đều là một cái bệnh cảnh, đấy là hoại tử thượng bì nhiễm độc do thuốc. Và về lâm sàng nó sẽ đều có cái hiện tượng lâm sàng cũng như là chuyên môn bệnh học nó đều có hiện tượng hoại tử thượng bì nhiễm độc, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tùy từng cái biểu hiện, đấy là tổn thương da ít và tổn thương niêm mạc nhiều hoặc là tổn thương da nhiều thì người ta sẽ phân thành các cái thể khác nhau với cái tiên lượng cũng hơi khác nhau chút, đúng không ạ? Ngoài ra thì lâm sàng của bệnh này chúng ta sẽ kể tới cái khoảng thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc cho tới khi mà bị các cái biểu hiện đầu tiên nó tương đối dài. Cái mốc thời gian ở đây đã tính đến là 1 tháng rồi, đúng không ạ? Và nếu như thuốc uống hoặc thuốc tiêm mà trong vòng từ 4 đến 28 ngày thì cực kỳ là nghi ngờ là gây ra bệnh, đúng không ạ? Và tuy nhiên bệnh nhân Việt Nam thì nó sẽ có những cái bệnh sử nó cũng lằng ngoằng rắc rối, đấy là bệnh nhân dùng một tỷ lệ thuốc mà đôi khi là bác sĩ nghĩ mãi cũng chẳng đoán ra là thuốc gì, đúng không ạ? Và thêm một cái nhóm nữa mà cũng gây ra cái vấn đề là Steven Johnson và Ten cực kỳ đặc trưng ở Việt Nam, đấy là do thuốc đông y chịu luôn, chả biết nó là thành phần là cái chi luôn, thì nó sẽ diễn biến rất là phức tạp. Và vì vậy cho nên nó nằm hơi ngoài những cái hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn về cái hội chứng này. Hội chứng Steven Johnson và Ten là hội chứng mà bắt đầu có guideline điều trị rồi ở trên thế giới rồi, guideline của châu Âu, guideline của Anh thì ta đều có, cho nên các bạn sau đại học nên search guideline để tiếp cận kỹ về cái bệnh này. Trong sách giáo khoa thì cũng có dịch tương đối sát với một cái guideline, thế cho nên là chúng ta có thể sử dụng cái sách giáo khoa để tham khảo về cái hội chứng này. Tỷ lệ tử vong của nó đã cao rồi, lên tới 10%, đúng không? Và nó là một cái bệnh mà nó có để lại rất là nhiều di chứng, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến dính ở mắt, dính ở niêm mạc và các cái vấn đề dính sinh dục, cho nên là thậm chí sẹo ngoài da, tăng sắc tố ở ngoài da. Thế cho nên là thực sự thì quản lý cái Steven Johnson và Ten là nó nên trở thành một cái chuyên ngành sâu của bên da liễu. Nhưng tất nhiên đối với chúng ta bây giờ thì cái việc quản lý bệnh nhân chỉ nằm ở cái mức đấy là cứu cho bệnh nhân sống và cho bệnh nhân ra viện. Còn cái việc mà quản lý cái phần di chứng có vẻ nó chưa phải là tốt lắm, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đọc thật là kỹ về cái hội chứng này ở trong tài liệu sau đại học, bởi vì trong cái phần gọi là các cái tổn thương các cơ quan ấy, nó cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Và tôi cũng không trình bày hết ở đây, nhưng mà trong đáp án thì cũng vẫn sẽ có. Để chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cũng dựa trên tinh thần chung ở phía trên, đấy là chẩn đoán phân biệt với tất cả các cái bệnh có bọng nước, đúng không ạ? Liệt kê tất cả các bệnh có bọng nước ra mà hay nhầm ra, đúng không? Tất cả những cái trường hợp mà có Nikolsky dương tính chúng ta đều phải liệt kê được ra, và đương nhiên là chẩn đoán phân biệt với các cái thuốc dị ứng thuốc thể khác, đúng không ạ? Chúng ta liệt kê ra và trình bày cho đầy đủ. Mỗi cái ý này chúng ta chỉ cần nốt thêm khoảng độ 1 đến 2 câu thôi, nhưng mà phải đủ ý lớn và không được thiếu cái câu phân biệt ở đằng sau thì chúng ta mới đủ ý được nhé. Rồi, về phần điều trị, tôi xin lỗi, phần điều trị của hội chứng Steven Johnson và Ten thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải trình bày giống trong sách giáo khoa, bởi vì ngoài cái việc là dùng thuốc nghi ngờ và tư vấn dùng thuốc an toàn giống như cái ý phía trên thì cái phần điều trị triệu chứng của cái hội chứng này nó rất là dài, nó bao gồm tất cả những cái triệu chứng ở tất cả các cơ quan nội tạng mà bệnh nhân có thể gặp phải, cho nên là cái phần điều trị, cái câu điều trị trong cái phần về Steven Johnson và Ten là nó hơi dài. Chúng ta phải gạch cho bằng đủ tất cả các cơ quan, đúng không ạ? Ví dụ như là điều trị dinh dưỡng thế nào, điều trị bùi phụ nước điện giải thế nào, chăm sóc mắt thế nào, chăm sóc mồm miệng thế nào, dinh dưỡng thế nào, vân vân. Phải gạch cho nó đủ, cứ đủ ý chính đi đã. Rồi sau đấy thì những cái ý phụ thì chúng ta viết được đến đâu thì viết, đúng không ạ? Phải viết, và viết được đến đâu thì viết.
nhưng không được thiếu ý chính là các cơ quan nội tạng, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ thiếu điểm, được không ạ? Và cái phần này thì tương đối dài, cái phần điều trị triệu chứng nó tương đối dài, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm giống như sách giáo khoa nhé, nhưng mà đừng có viết hết sách giáo khoa, vì trong sách giáo khoa thì nó phải đến mấy chục trang, không biết là có đến hơn 10 trang không, và lôi hết cái đống sách giáo khoa để ra viết thì các bạn không được điểm cao hơn đâu. Cho nên là các bạn phải viết đủ ý lớn là các cơ quan nội tạng tổn thương triệu chứng như thế nào, và điều trị thì là một hai câu phía sau cho nó cụ thể ra thôi nhá. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi đến cái trường hợp dị ứng thuốc cuối cùng của ngày hôm nay, đấy là cái ca lâm sàng thứ 5. Tôi cũng phải nhờ một bạn đọc cho tôi câu này. Bạn Tống Hương đi ạ. Tống Hương. Alo. Bạn Hải An chuyên khoa 1. Dạ vâng ạ. Vâng, bạn cho tôi cái tài liệu này. To cho bạn đi. Em cô là bệnh diễn biến 3 tuần nay, khởi đầu bệnh nhân xuất hiện sưng đau dữ dội ngón cái bàn chân phải, kèm theo mệt mỏi sút nhẹ. Bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư nhân được chẩn đoán là gút, được kê đơn điều trị gồm allopurinol và colchicine. Ừ. Bạn nghĩ là bệnh nhân chẩn đoán chuẩn không? Mà nhìn thấy là cái bệnh sử này, bạn có nghĩ hướng tới là bệnh nhân, những cái thuốc mà bệnh nhân được dùng này, bạn có nghĩ tới thể dị ứng nào chưa? Em chưa, tạm thời chưa nghĩ rồi. Nếu mà tạm thời chưa nghĩ đấy là bạn chưa có nắm được kiến thức gì về dị ứng thuốc rồi, bởi vì hai cái thuốc này nhìn phát là phải biết ngay nó dị ứng. Hai thuốc này thì em biết là nó hay gây dị ứng. Ừ, hay gây dị ứng nhưng phải biết nó là dị ứng gì cơ. Ok, tiếp, đọc tiếp. Cách vào viện 5 ngày thì bệnh nhân xuất hiện ban đỏ vùng cẳng chân, vùng đùi sau lan ra thân mình, cẳng tay ngứa nhiều, không mong vẩy kèm theo sốt nhẹ. 38, 38,5 độ C. Bệnh nhân vào viện tỉnh được chẩn đoán dị ứng thuốc và điều trị 4 ngày không đỡ, chuyển sang bệnh viện Gia Liễu Trung ương điều trị. Tiền sử thì bệnh nhân chưa phát hiện tiền sử dị ứng gì ạ? Rồi ok. Nào bây giờ bạn nhìn cái hình ảnh lâm sàng, người ta phân tích tổn thương lâm sàng và bạn thử xem bệnh nhân này có gì bất thường. Nghĩ tới cái gì? Em với cô là tổn thương cơ bản bạn ơi. À tổn thương cơ bản là những cái ban đỏ ạ. Ừ, ở vùng cẳng chân, ở vùng bụng, vùng ngực ạ. Rồi. Vâng ạ. Chẩn đoán là cái gì? Bạn có thấy cái ca này có gì bất thường không? Đây, tôi cho bạn xem lại cái bệnh sử nha. Bạn thấy cái bệnh sử này có gì bất thường? Bạn chẩn đoán cái ca kia là gì? Lâm sàng đấy, bạn nghĩ đến bệnh gì? Em chưa. Bạn nghĩ nhìn cái lâm sàng này bạn không nghĩ bệnh gì á? Từ nãy giờ bạn có nghe giảng không đấy? Bạn có thấy nó giống dị ứng thuốc thì bán đỏ không? Dị ứng thuốc thì bán đỏ thì cũng chưa giống lắm ạ. Tại sao không giống? Nói những điểm không giống. Em thưa cô là dị ứng thuốc thì bán đỏ thì nó sẽ là những cái ban nó hình tròn, hình đa cung ạ. Cái này ảnh này còn giống dị ứng thuốc thể ban đỏ hơn cái ảnh nãy. Nó tóm lại lâm sàng như thế là giống dị ứng thuốc thể ban đỏ, nhưng mà tuy nhiên là có những điểm khác biệt đối với dị ứng thuốc thể ban đỏ. Bạn đọc cho tôi những điểm khác biệt ở trong cái bệnh cảnh này, cái nào mà dị ứng thuốc thể ban đỏ nó không gặp ấy. Còn cái ảnh bệnh nhân đấy là rất giống dị ứng thuốc ban đỏ, nó thậm chí còn giống hơn người ta kia luôn, bởi vì đỏ thường nó không sẩn quá nhiều mà nó là ban là chính. Nào đọc đi nào, có cái gì trong cái bệnh cảnh này, có cái gì khác dị ứng thuốc thể ban đỏ nào? Em với cô là sốt ạ. Sốt, đúng rồi, dị ứng thuốc thể ban đỏ không sốt. Thứ hai là cái ngày ạ, ngày khởi phát. Hai trả lời câu này đi ạ.
Cương chuyên khoa 2 không có ở đây. Thắm chuyên khoa 2 đi ạ. À, thắm cao học 25. À, thưa cô, em là thắm chuyên khoa 125, nhưng mà em trả lời câu này là thứ nhất điểm khác biệt thứ nhất đó là bệnh nhân này có ngứa nhiều, thứ hai là bệnh nhân có sốt ạ. Rồi, sốt bác cứ nói rồi. Vâng, thứ hai là ngứa nhiều ạ, trong khi cái thể ban đỏ nó thường ít ngứa hoặc không ngứa. Rồi, còn gì nữa không? Đọc kỹ kỹ một chút xem có gì nữa. À, nó có tính chất là lan ra thân mình, lan gì cả. Nãy giờ giải dị ứng thuốc ban đỏ tôi có nói gì đến chuyện lan ra thân mình, bây giờ lan ra tít gì đâu. Vâng, để em đọc lại. Vấn đề lan thì nó chả liên quan gì cả. Bạn đọc kỹ cái bệnh sử điểm gì nó không bất thường đối với dị ứng thuốc ban đỏ. Năm. Đây, cái bệnh sử này à, 3 tuần ạ. Thời gian mốc 3 tuần ạ. Bởi vì là cái ban đỏ nó thường khỏi trong vòng 1 đến 10 ngày. Cái này diễn biến 3 tuần. Đúng rồi, diễn biến quá dài đúng không? Còn gì nữa không? Bạn đọc cái đoạn cuối cùng ở trong cái bệnh sử thì sao nào trước khi bệnh nhân được cho vào viện? Có gì bất ổn? Bệnh nhân đọc cả câu đi xem nào. À, cách vào viện 5 ngày bệnh nhân xuất hiện ban đỏ vùng cẳng chân, vùng đùi sau lan ra thân mình, cẳng tay ngứa nhiều, không bong vẩy, kèm theo sốt 38 đến 38 độ 5. Bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh được chẩn đoán dị ứng thuốc và điều trị 4 ngày nhưng không đỡ. Có cái này là bất thường không? Có cái điều trị 4 ngày nhưng không đỡ. Nếu mà được chẩn đoán là dị ứng thuốc và điều trị 4 ngày thì bệnh viện tỉnh họ sẽ điều trị cái gì? À, bệnh viện tỉnh thường sẽ là ngừng thuốc và điều trị triệu chứng. Đúng rồi, ngừng thuốc nghi ngờ và điều trị triệu chứng đúng không? Và 4 ngày nữa, lại nặng, lại đến phải lên tới trung ương, bạn thấy cái đấy là điều bất thường không? Vâng. Nó giảm cái gì cả. Và tóm lại là nếu mà các bạn không để ý những cái từ keyword mà cô giáo dạy, hướng dẫn thì đến lúc các bạn thi, các bạn cũng sẽ không thể tập trung vào là các bạn phải ghi được rõ cái điều đấy. Cái thời gian tiến triển và cái tiên lượng của từng cái thể nó rất là khác nhau. Và khi mà bệnh nhân đã được vào bệnh viện tỉnh và chuẩn đoán là dị đã ngừng thuốc nghi ngờ rồi, đúng không? Và điều trị những 4 ngày rồi và chắc chắn là truyền dịch mà thậm chí khi dùng solumedon rồi mà lại vẫn không đỡ mà vẫn nặng lên mà phải chuyển lên tuyến trên. Đương nhiên đây không thể là dị ứng thuốc thể ban đỏ được rồi. Các bạn không thấy thế à? Làm gì có cái dị ứng thuốc thể ban đỏ nào nó kinh hoàng đến như thế, đúng không? Chứng tỏ chúng ta phải nghĩ nó đến một cái bệnh khác, mặc dù lâm sàng của nó thì cực kỳ điển hình của một cái dị ứng thuốc thể ban đỏ. Bởi vì trên thực tế thì đây không phải là trường hợp dị ứng thuốc thể ban đỏ, nhưng biểu hiện lâm sàng sẽ rất rất là giống dị ứng thuốc thể ban đỏ. Đấy là một trong những trường hợp mà chúng ta hay bị nhầm. Đấy là chúng ta nghĩ là bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể ban đỏ và chúng ta cho ti tỉ thứ, nhưng cuối cùng chốt lại đó là một cái thể dị ứng quá là mạnh nhá. Và trong những trường hợp đó chúng ta bắt buộc phải xét nghiệm. Cái trường hợp xét nghiệm này chúng ta phải làm những cái gì? Chúng ta phải lưu ý là có một cái thể dị ứng nó giống hệt như dị ứng thuốc thể ban đỏ giai đoạn đầu, nhưng tiến triển của nó rất là dài và tiên lượng rất là nặng, thậm chí nặng hơn cả Steven Johnson với Ten, tỷ lệ tử vong của nó lên tới 10% và thậm chí là chết nhiều hơn Steven Johnson và Ten nhá. Thế thì đấy là ví dụ, đấy là chính là cái thể dị ứng thứ năm mà tôi đang nói đến, đấy là hội chứng Doret. Và trong cái trường hợp hội chứng Doret thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này cũng đã được xét nghiệm và bạch cầu ái toan của bệnh nhân tăng rất là cao, bởi vì hội chứng Doret thì nó điển hình là bạch cầu ái toan sẽ tăng cao, cũng như là nó có ảnh hưởng suy gan suy thận, tổn thương gan thận rất là nặng nề. Tổn thương thông thường sẽ xuất hiện sau khi mà bắt đầu uống thuốc trong khoảng từ 2 đến 8 tuần, thậm chí là trên 8 tuần. Thời gian này rất là dài so với dị ứng thuốc thể ban đỏ. Dị ứng thuốc thể ban đỏ thì thường là chỉ uống 1 tuần đến 2 tuần là nó phải lên xuất hiện tổn thương rồi, và rất là nhanh vì cơ chế của nó không phải liên quan tới cái bạch cầu ái toan này, đúng không ạ? Và trong cái trường hợp bạch cầu ái toan này thì nó sẽ rất là dài, 2 đến 8 tuần, và sau đó thì nó sẽ xuất hiện các cái tổn thương nội tạng rất là trầm trọng và tỷ lệ tử vong của nó rất là cao. Hội chứng Doret là một trong những cái hội chứng dị ứng thuốc
có thể gọi là nặng nhất. Trong cái thời gian tôi học ở bên Pháp 1 năm thì tôi gặp có 3 cái trường hợp red thôi, nhưng mà sau đó thì cả 3 bệnh nhân này thì đều chết. Còn đâu tất cả những bệnh nhân Steven Johnson và Ten tôi gặp tại tại cái trung tâm dị ứng đó thì đều sống hết. Có khoảng độ 7-8 bệnh nhân gì đấy Ten thì ca nào cũng sống hết. Cứ 1 tuần là ra viện và chả thấy ca nào chết cả. Nhưng mà red thì chết mất cả 3 ca. Nhưng nó không chết ngay lập tức lúc đấy mà nó còn chết sau đấy cả năm ấy, 1 năm sau nó mới chết ấy. Bởi vì hội chứng red là một cái hội chứng dị ứng thuốc rất là đặc biệt. Đây là một trong những cái hội chứng có thể gọi là duy nhất mà sau khi ngừng tất cả thuốc nghi ngờ rồi bệnh nhân vẫn nặng lên và vẫn bị tái phát và vẫn bị chết do tái phát. Bởi vì đây là một trong những cái hội chứng mà nó có một cái sinh bệnh học rất là phức tạp. Thậm chí bây giờ người ta cũng vẫn chưa giải thích được là cái gì là có trước, cái gì có sau. Nghĩa là dị ứng thì xuất hiện trước, uống thuốc xong gây dị ứng thì xuất hiện trước rồi cảm nhiễm virus, hay là do vấn đề là nhiễm virus cho nên là uống cái thuốc đó vào nó bị dị ứng. Tuy nhiên thì người ta vẫn khẳng định rằng DRED là một cái dị ứng thuốc mà nó có cái sự phối hợp giữa cái việc là viên thuốc, uống thuốc và vấn đề về nhiễm virus. Vì thế trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng DRED, mặc dù có rất nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng đây là một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán mà tôi thấy dễ nhớ nên tôi show cho các bạn xem. Đó là bệnh nhân khi có cái bằng chứng của HHV6 hoạt động thì đấy là một trong những cái tiêu chuẩn để chuẩn đoán một cái thể dị ứng thuốc. Bạn hiểu không ạ? Nó là một cái thể rất đặc biệt, nghĩa là có thể là cơ chế phối hợp giữa cái vấn đề là virus nó làm kích hoạt gen cũng như làm thay đổi cái bộ gen của cơ thể gây ra vấn đề về dị ứng với một cái loại thuốc. Và trong các cái thuốc mà gây ra DRED thì allopurinol là một cái thuốc kinh điển rất hay gây ra DRED. Và thậm chí trước đây người ta đã gọi một cái hội chứng đấy là hội chứng ADRED. ADRED ở đây chính là allopurinol gây DRED. Thế cho nên khi bệnh nhân dùng allopurinol mà lại có các cái biểu hiện ban đỏ kiểu dạng như vậy, các bạn phải nghi ngờ ngay chứ không được bỏ sót, đúng không ạ? Cái này là một cái gọi là nhạy cảm lâm sàng cũng như là một cái gọi là kinh nghiệm mà các bạn cần phải lưu ý, đúng không ạ? Giống như bạn nãy mà nói nhìn thấy là allopurinol rất hay gây dị ứng nhưng mà em chả biết là gây dị ứng cái gì. Thì thực tế là allopurinol là một loại rất hay gây dị ứng, và một trong những cái dị ứng mà allopurinol hay gây ra nhất đấy chính là DRED. Mặc dù có thể là trong Ten thì nó cũng có thể gặp, hay là Steven Johnson cũng có thể gặp, nhưng mà DRED cũng là một cái mà rất là hay gặp đối với allopurinol. Trong tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta sẽ lưu ý là nó sẽ còn có một số cái ý nữa mà chúng ta có thể nhận diện được nó. Thứ nhất đấy là phát ban sau trên 3 tuần dùng thuốc, nghĩa là bệnh nhân dùng thuốc 3 tuần rồi bệnh nhân mới bị phát ban. Sau đó cho nên thường là bệnh nhân sẽ không nghi ngờ về thuốc mà bệnh nhân uống gây ra dị ứng đâu. Và ví dụ như uống 1-2 viên rồi 1 tuần bị luôn thì người ta sẽ nghĩ ngay, nhưng mà lại uống đến 3 tuần mà thậm chí có thể đến 2 tháng uống liên tục rồi mới bắt đầu xuất hiện tổn thương thì người ta sẽ rất là hay bỏ qua. Cái vấn đề thứ hai đối với cái trường hợp DRED nó hoàn toàn khác với những trường hợp khác, đó là triệu chứng nó tồn tại sau khi đã ngừng cái thuốc bị gây ra bệnh đến 2 tuần. 2 tuần ngừng thuốc rồi, giống như cái ca vừa rồi, thông thường 2 tuần ngừng thuốc thì chắc chắn là dị ứng thuốc ban đỏ nó phải hết, nhưng chúng ta không thấy nó hết, thậm chí nó lại còn tái phát được, nghĩa là nó khỏi rồi sau đấy nó lại bị tái lại. Và những cái đợt tái lại thông thường là liên quan đến vấn đề kích hoạt cho virus nhé. Nghĩa là không dùng lại thuốc nghi ngờ một tí nào nữa, không dùng lại thuốc gây bệnh một tí nào nữa, 1 năm sau nó vẫn tái phát lại. Và những như cái ca mà tôi có kể cho các bạn ở bên Pháp tôi gặp ấy, đấy là 1 năm sau nó quay trở lại, không hề dùng thuốc lại một tí nào luôn, quản lý rất tốt nhưng nó bị tái phát. Và sau đấy nó chết ở cái đợt tái phát, nó đấy chết sau 1 năm chứ không phải là ngay lập tức. Cho nên nó là một trong những thể dị ứng mất thuốc mà tôi nghĩ là trường hợp nặng nhất. Và cái vấn đề tái phát của dị ứng thuốc thì nó lại rất là bất thường, đúng không? Thông thường ví dụ như Ten chẳng hạn, chúng ta không dùng lại cái thuốc mà gây bệnh thì đương nhiên là bệnh nhân không vấn đề gì, đúng không? Dùng lại thì chắc chắn là nguy cơ rất cao, không dùng lại nó phải không bị. Đây không dùng lại rồi nó vẫn bị đấy, nó hơi khác cái bệnh cảnh chung của dị ứng một chút, đúng không ạ? Sốt cao, có vấn đề về gan, men gan cao, bạch cầu cao, và đặc biệt là bạch cầu ái toan tăng trên 15.000, 1.500 thì đúng không, xin lỗi, 1.500 trên mét khối, đúng không ạ? Và hạch ngoại biên rất to và có bằng chứng của virus. Đấy là những cái tiêu chuẩn theo cái bộ tiêu chuẩn của Nhật liên quan đến DRED. Đấy, nó cũng là một cái trường hợp rất là khó tiếp cận. Tuy nhiên là khi làm bài thì các bạn cứ ghi hết bộ tiêu chuẩn vào là được nhé. Và chẩn đoán phân biệt thì các bạn phải chẩn đoán phân biệt nó với tất cả những trường hợp gây đỏ da toàn thân, đúng không ạ? Đặc biệt là đỏ da toàn thân do máu, do dị ứng thuốc thể ban đỏ, do các bệnh khác, do nhiễm khuẩn vân vân. Bởi vì trong DRED thì nó có một cái đặc điểm, đấy là đây là một trong những cái nó gọi là dị ứng thuốc khô, nghĩa là nó không có một tí bọng nước nào cả. Nhưng nó đỏ lòm toàn thân, đúng không? Và bong vẩy nhẹ, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ phải chẩn đoán phân biệt nó với các cái dị ứng thuốc thể đỏ da toàn thân. Và về vấn đề điều trị thì DRED cũng là một cái câu chuyện về dị ứng thuốc làm cho chúng ta rất là cảnh báo vấn đề dùng corticoid đường toàn thân nhé. Chúng ta có thể bôi corticoid thoải mái
Nhưng cái vấn đề dùng corticoid đường toàn thân một cách tràn lan, đặc biệt là truyền solu cho tất cả những trường hợp chúng ta thấy đỏ đỏ là cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Bởi vì riêng trong DREX thì người ta sẽ có một cái câu chuyện đặt ra, đấy là vấn đề kích hoạt virus hay vấn đề tái phát virus có thể liên quan tới cái vấn đề là chúng ta dùng corticoid đường toàn thân để điều trị bệnh nhân trong cái đợt đầu. Thế cho nên là chúng ta phải rất rất lưu ý, đấy là đừng có cái gì cũng lôi corticoid đường toàn thân ra mà dùng giống như là một cái cứu cánh, đúng không? Thậm chí các bạn sẽ thấy rằng là kể cả trong phản vệ mà dùng corticoid đường toàn thân bạn đâu có đỡ đâu, đúng không? Trong phản vệ chúng ta phải dùng adrenaline, chứ nếu mà dùng corticoid đường toàn thân có khi nó còn chết nhanh hơn, đúng không? Và vì vậy cho nên chúng ta đừng coi corticoid đường toàn thân là cứu cánh cho vấn đề về dị ứng, đúng không ạ? Và nếu như các bạn học sau cái chuyên đề dị ứng này mà các bạn có thể phân biệt được những cái trường hợp mà chúng ta nên dùng corticoid đường toàn thân và những trường hợp chúng ta không nên dùng và thận trọng dùng corticoid đường toàn thân, thì tôi thấy đấy cũng là một cái kiến thức rất là tốt cho các bạn sau đại học rồi, đúng không? Tất nhiên trên thực tế lâm sàng DREX chúng ta vẫn có thể dùng corticoid đường toàn thân, nhưng chúng ta rất cân nhắc về vấn đề về kích hoạt virus của bệnh nhân nhé, và theo những cái khuyến cáo lớn thì chúng ta cũng không nên sử dụng nếu như chúng ta cảm thấy rằng là cái vấn đề về kích hoạt virus chúng ta chưa quản lý được, hoặc là cái nguy cơ bệnh nhân bị tái phát lại về virus nó sẽ cao, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng corticoid đường bôi và với những cái thuốc chống viêm không đặc hiệu khác, đúng không ạ? Và chúng ta phải quản lý thật tốt vấn đề về triệu chứng, đúng không ạ? Ví dụ bệnh nhân có vấn đề về gan, thận hay là sốt thế nào đó thì chúng ta sẽ dùng đường triệu chứng. Và trong cái phần sách giáo khoa về về cái bài DREX này thì cái phần điều trị triệu chứng nó cũng rất là dài, các bạn có thể tham khảo thêm ở trong đó. Corticoid đường toàn thân không phải chống chỉ định nhưng mà là thận trọng tương đối nha. Thế thì nói chung là chúng ta đã dành tương đối nhiều thời gian để đi qua cái bài dị ứng thuốc, bởi vì đây là một cái bài mà khó. Thế cho nên là tôi đã dành tương đối nhiều thời gian của cái buổi sáng ngày hôm nay để giảng cho các bạn, mất hình như đến 2 tiếng, đúng không? Gần 2 tiếng, tiếng rưỡi để giảng cái bài dị ứng thuốc rồi. Chúng ta có thể nghỉ khoảng độ 5 phút để các bạn mà không liên quan thì có thể out ra khỏi buổi học. Còn nhóm răng hàm mặt có 10 bạn răng hàm mặt thì bắt buộc là phải tham gia cái phần phía sau, đấy là bài ghẻ và bài răng mai. Những bạn khác nếu như cảm thấy là muốn nghe lại hai bài này thì thích thì nghe lại, tùy các bạn nhé. Các bạn có hỏi câu gì về cái phần dị ứng thuốc chậm này không? Các bạn có nhớ được bài giảng không? Và tôi hy vọng rằng là sau cái buổi giảng ngày hôm nay thì các bạn có thể nhớ được khoảng độ 80% cái nội dung, những cái keyword liên quan tới cái bệnh này. Bởi vì là cái bài thi thì nó sẽ rất là sát với cả slide. Tôi sẽ gửi lại slide cho nhóm trưởng nhé. Nhóm trưởng nhắn tin lại, tôi sẽ gửi lại slide cho nhóm trưởng. Thậm chí có thể các bạn đã có sẵn ở trong tay rồi. Và các bạn bám sát vào slide để có thể thi được cái bài này, được cái câu này được tốt nhé. Và không trình bày quá dài, quá lan man, nhưng phải bắt buộc phải đủ ý. Và những ý mà tôi đã nhắc các bạn lưu ý thì các bạn phải cố gắng mà nhớ. Vì thực tế nó là lý thuyết chuẩn đấy. Chỉ có điều trên lâm sàng chúng ta sẽ thấy là bài này nó quá dài và quá khó, cho nên là đôi khi nó làm cho chúng ta hơi lẫn lộn trên lâm sàng thôi. Và chú ý là nếu như bạn nào mà thi lâm sàng mà cái trong cái chuyên đề này mà thi bài dị ứng thuốc mà vào bài của tôi thì các bạn cố mà nhớ những thứ mà tôi đã giảng. Bởi vì nếu không là vào tôi chỉ cần hỏi hai câu thôi là các bạn sẽ trả lời lung tung ngay. Nếu không sẽ quên mất keyword ngay. Thực tế là bệnh nhân dị ứng thuốc chậm nó thực sự là nặng, đúng không? Và lâm sàng nó quá đa dạng cho nên là các bạn dễ bị nhầm, dễ bị lẫn lộn với cái kiến thức chuẩn ấy. Còn tôi thì tôi cứ theo kiến thức lý thuyết mà tôi áp vào lâm sàng thôi. Thế cho nên là tôi sẽ hỏi đúng những cái câu mà tôi giảng. Và các bạn cố gắng là nếu mà thi vào bài của tôi thì đừng có nói lăng nhăng cái bài này thì tôi nhá. Các bạn đồng ý không ạ? Các bạn có hỏi gì không? Ok, nếu mà trong trường hợp các bạn không hỏi thì các bạn tức là bạn nghỉ ngơi khoảng độ 5 phút thì tôi quay lại với bài răng mai với bài ghẻ, và bạn nào muốn out ra thì cứ out ra nha.
Alo các bạn ơi, các bạn quay lại với cả buổi giảng nha. Chúng ta vẫn còn 16 bạn, là vẫn còn những bạn ngoài lớp, ngoài lớp mấy à, ngoài lớp Giang Hàm Mặt à? Bạn Giang Hàm Mặt đã có đủ chưa? Bạn nhóm trưởng điểm danh hộ mình nhá. Em thưa cô, một nhóm em đủ rồi cô ạ. Gọi các bạn quay lại cho các bạn, nếu mà đang nghỉ ngơi thì quay lại nhé. Thế là chúng ta sẽ làm hai bài liền nhau, đấy là bài bài ghẻ và bài răng mai. Bài ghẻ thì tôi sẽ làm trước bởi vì nó cũng nhẹ nhàng thôi, cho nên là chúng ta làm nhanh. Còn bài răng mai thì nó hơi khó chút, tôi sẽ để sau. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không nghỉ giải lao giữa hai bài này nữa nhé. Cái bài về ghẻ thì về cơ bản đối với nhóm răng hàm mặt thì chúng ta cũng phải hình dung rằng đây là bài chả liên quan gì chúng ta cả. Đúng không? Răng hàm mặt thì chả liên quan đến ghẻ cả, thậm chí là ghẻ còn chẳng bao giờ, ít khi biểu hiện ở vùng về mặt cổ nữa đúng không? Tuy nhiên thì thi chúng ta vẫn phải thi. Thế cho nên là các bạn bám thật là sát vào trong cái phần sách giáo khoa. Và trong bài này thì nếu mà có câu hỏi thi thì chúng ta sẽ là thi câu chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt và điều trị bệnh ghẻ nhé. Là câu này cũng tôi cũng thường xuyên hay thấy sau đại học bốc phải câu này. Còn trong cái trường hợp nhóm răng hàm mặt thì tôi cũng không chắc lắm là khi bốc câu hỏi thi thì các thầy có lọc cái bài ra không, nhưng mà các thầy bắt các bạn học thì chứng tỏ là sẽ có khả năng là vẫn thi phàm đúng không ạ? Cho nên chúng ta vẫn phải học. Bài răng mai thì sẽ hay gặp hơn, và tỷ lệ mà răng hàm mặt mà gặp phải bài răng mai sẽ cao hơn, bởi vì thực tế là răng mai nó là cái bệnh mà nó có thể biểu hiện ở vùng vùng miệng á nhá. Tôi sẽ làm nhanh bài ghẻ thôi, hy vọng các bạn không thi phải bài này. Trong cái trường hợp bài học bài ghẻ thì chúng ta lưu ý là nó là một con, là một cái bệnh cảnh do ký sinh trùng ghẻ đúng không ạ, là một cái con trong hình như thế này, và nó sẽ nó là một loại ký sinh trùng và nó sẽ có một cái chu trình sống, nghĩa là từ lúc con ghẻ xong rồi là đẻ ra quả trứng ghẻ và nó nở thành con ấu trùng ghẻ, sau đấy thì nó trở thành một con ghẻ trưởng thành và nó đang tiếp tục đẻ trứng đúng không ạ? Và cái chu trình này nó sẽ kéo dài trong khoảng độ 2 đến 14 đến 21 ngày. Và vì vậy cho nên là cái quá trình điều trị bệnh ghẻ chúng ta cũng sẽ phải đảm bảo đấy là chúng ta điều trị trong vòng 2 đến 3 tuần, ít nhất là 3 tuần đi, để cho nó đảm bảo là nó không còn cái vấn đề tái phát đúng không ạ? Và vì nó là ký sinh trùng, nó là một cái con thực thể rõ ràng, cho nên về cơ bản là chúng ta phải xác định là nó điều trị dễ chứ không phải là điều trị khó. Chỉ có điều là trên thực tế thì điều trị vẫn là khó đúng không, bởi vì do chúng ta không tuân thủ cái vấn đề điều trị triệt để thì nó sẽ tái phát đúng không? Đây là thôi, cái hình ảnh này thì có vẻ hình ảnh này chắc là đẹp hơn này. Đây là một cái hình ảnh mà rất là kinh điển cho cái các cái vị trí mà bị ghẻ. Đấy là các cái vùng màu càng đỏ càng đậm thì tổn thương ghẻ nó càng xuất hiện nhiều, ví dụ như kẽ của các cái ngón tay hay là cổ lòng bàn tay. Ngoài ra các cái vùng nếp kẽ khác, ví dụ như là vùng kheo tay, thắt lưng hay là kẽ mông hay là sinh dục hay là vùng nách hay vùng kheo chân và vùng bàn chân thì đều có thể gặp, tuy nhiên là tỷ lệ nó sẽ số lượng tổn thương nó sẽ ít hơn đúng không ạ? Hình ảnh lâm sàng thì đây là những bức ảnh rất là điển hình của bệnh ghẻ. Chúng ta sẽ thấy rằng là một cái tổn thương mà nó xuất hiện, tổn thương cơ bản là mụn nước, đặc biệt nó nằm ở trên cái đường chỉ lòng bàn tay. Các bạn nhìn nhá, có cái đường chỉ lòng bàn tay ấy, thì nếu mà cái mụn nước nằm đúng trên đường chỉ thì đấy là một cái hình ảnh rất là điển hình của ghẻ. Nhưng mà nếu mà nó nằm ở trên lòng bàn tay nhưng nó nằm ngoài cái đường chỉ, cạnh cái đường chỉ thì nó lại không điển hình đúng không ạ? Bởi vì là con ghẻ nó sẽ đào đúng cái chỗ đấy. Thế thì khi chúng ta làm cái khi chúng ta tiếp cận trên lâm sàng mà chúng ta nhìn thấy cái bệnh nhân mà có cái mụn nước ở đúng cái đường chỉ ấy, thì chúng ta phải nghi ngờ ngay và phải phải làm các cái động tác tiếp theo để hỏi bệnh cũng như là để chuẩn đoán xác định cái bệnh này đúng không ạ? Ngoài ra thì ngoài cái tổn thương mụn nước trên nền cái có thể gây ra rát đỏ thì nó còn có thể gây ra cái tình trạng đấy là bội nhiễm thành mụn mủ, và đôi khi nó dày đặc chi chít lại và trở thành cái dập vỡ thành cái vẩy tiết hay là những cái tổn thương vết cào gãi, thì đấy là những cái tổn thương thứ phát rồi đúng không ạ?
cái mụn nước ở ở đường chỉ lòng bàn tay cũng như ở kẽ giữa hai ngón tay, ở vùng đúng cái kẽ giữa hai ngón tay cũng là những cái tổn thương tương đối là điển hình, đúng không ạ? Đây ạ, đây là các cái tổn thương ở kẽ các cái ngón tay và trên đường chỉ lòng bàn tay, trên cái lòng bàn tay của một cái em bé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái tổn thương khác, ví dụ như đây là cái tổn thương người ta gọi là tổn thương sẩn ghẻ hoặc là gọi là sang ghẻ, thì nó sẽ gặp ở trên cái vùng sinh dục của nam, và cái tổn hình ảnh tổn thương này gần như là không có nhầm lẫn với bất kỳ một cái bệnh gì, cho nên là chúng ta tất nhiên người ta có thể chẩn đoán trong phần chẩn đoán phân biệt thì vẫn có là chẩn đoán phân biệt với cả sang răng mai, chẩn đoán phân biệt với các cái sẩn khác. Nhưng mà tuy nhiên là thực tế nếu như mà tổn thương ở sinh dục mà có cái hình ảnh này thì tôi phải nói là 99% là ghẻ, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng loại trừ. Một số cái tổn thương thứ phát có thể gặp phải, ví dụ như là các cái rát thâm hoặc là những cái tổn thương sẩn ngứa, tổn thương gãi trên người, đúng không? Thì là thứ phát thôi. Và có một cái thể ghẻ tương đối đặc biệt người ta gọi là ghẻ vẩy, đấy là nằm ở trên những trường hợp bệnh nhân bị ghẻ mà cơ thể không thể khống chế được vấn đề phát triển của ghẻ, ví dụ như là suy giảm miễn dịch hay là suy dinh dưỡng hay là bệnh nhân bị gọi là bị liệt chẳng hạn, bị không có khả năng hợp tác, ví dụ như là bệnh nhân bị giống như là bị tâm thần ấy, thì người ta không có khả năng tự chăm sóc, hoặc là có thể điều trị không chuẩn, ví dụ như trên các cái nhóm bệnh nhân bị điều trị thuốc ức chế miễn dịch kéo dài thì nó có thể gây ra tình trạng ghẻ vẩy, nghĩa là nó các cái con ghẻ nó sinh sôi nảy nở một cách vô tội vạ và nó trở thành những cái tổn thương mà có thể chứa đến hàng nghìn con ghẻ, và nó đào đường hầm, nó đắp thành những cái vẩy lên nhau, và người ta mô tả cái hình ảnh này gọi là hình ảnh bàn chân hoặc là bàn tay bao bột. Nên giống như khi chúng ta nhúng vào trong nước xong rồi chúng ta nhúng vào trong một cái chậu bột ấy, thì cái bột nó bám vào trên da của chúng ta như thế nào thì cái trường hợp ghẻ vẩy nó giống như vậy, và nó có thể lan tràn toàn thân. Thì đấy là những cái tổn thương cơ bản mà chúng ta có thể tả. Về lâm sàng cũng như là gọi là phương pháp để đánh giá trực quan hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái dermoscopy. Đây là một cái công cụ soi giống như là một cái ống nghe của bác sĩ tim mạch ấy. Thì đối với bác sĩ da liễu người ta sẽ có một cái thiết bị cầm tay. Đấy là dermoscopy, và cái máy dermoscopy này thì nó có một cái ánh sáng rất là tốt để mình có thể nhìn thấy được các cái tổn thương mạch máu cũng như cái tổn thương sâu ở dưới phần trung bì, và khi dùng dermoscopy soi lên thì chúng ta có thể nhìn thấy cái luống ghẻ hay còn gọi là cái hang ghẻ. Đây các bạn nhìn thấy cái đường này, nó đi dọc theo cái đường chỉ lòng bàn tay, và ở ngay đầu của cái đường đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái màu trắng, màu hồng nhạt hoặc là màu nâu nhạt. Người ta hay mô tả đấy là hình tam giác, đây chính là cái đầu của con ghẻ. Thì đây chính là cái hình ảnh điển hình của trên dermoscopy của một cái hang ghẻ, núm ghẻ và đầu con ghẻ. Tất nhiên là dermoscopy không phải là tiêu chuẩn vàng để chuẩn đoán bệnh nhé, nó chỉ là một cái phương công cụ khám thôi, giống như khi chúng ta khám tim mạch mà chúng ta nghe thấy tiếng T1, T2 nó có đặc biệt gì đó thì chúng ta có thể hướng tới một cái bệnh nào đó, bệnh van tim chẳng hạn, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn vàng. Vì thế cho nên các bạn đừng coi dermoscopy là xét nghiệm vàng của ghẻ, mà chỉ là xét nghiệm gọi là gợi ý. Ngay cả khi chúng ta nhìn thấy cả hình ảnh này thì chúng ta vẫn không thể khẳng định được cái nâu nâu cái chúng ta nhìn thấy là con ghẻ, và nó cũng tương đối là hay dễ nhầm. Nhưng nếu như mà chúng ta có cái dermoscopy trong tay thì chúng ta sẽ dễ dàng để nhận diện, cùng với cái bệnh sử chúng ta sẽ dễ dàng nhận diện một cái ca ghẻ hơn, và khi đó chúng ta có thể làm cái xét nghiệm soi tươi, hoặc là trong trường hợp chúng ta không làm được xét nghiệm soi tươi thì chúng ta vẫn có thể điều trị gọi là điều trị thử hay điều trị bao vây luôn, đúng không ạ? Đây cũng là một cái hình ảnh dermoscopy, chúng ta sẽ nhìn thấy là đây cái con ghẻ của chúng ta nó còn tròn xoe đây này. Đấy, và cái đầu nó hơi nâu hơn và có hình tam giác, người ta gọi là dấu hiệu triangle. Đấy là chính là dấu hiệu dermoscopy của ghẻ. Còn đây thì mới là cái hình ảnh tiêu chuẩn vàng của bệnh ghẻ. Đấy là chúng ta cạo hoặc là nậy cái mụn nước đó của tổn thương cơ bản, chúng ta cho lên trên kính hiển vi và chúng ta soi, chúng ta nhìn thấy con ghẻ, đúng không? Tuy nhiên thì xét nghiệm này đôi khi phụ thuộc tương đối nhiều vào gọi là kỹ thuật viên, đúng không? Cho nên là nhiều khi chúng ta trên lâm sàng chúng ta hay thấy rằng là người ta cứ coi như dermoscopy là tốt hơn ấy. Thực tế thì không hẳn là như vậy đâu.
đây mới là tiêu chuẩn vàng, đấy là chúng ta nhìn thấy hẳn con ghẻ rành rành như này thì mới gọi là chuẩn là bệnh ghẻ. Đấy, còn những cái bệnh sử, dịch tễ và dermoscopy thì nó đều là chuẩn đoán sơ bộ thôi nhá. Thế thì trên cái xoay tươi này thì đối với những cái người có kinh nghiệm thì đôi khi người ta nhìn thấy một cái chân con ghẻ hoặc là một nửa cái mảnh trứng ghẻ người ta đã nhận diện được rồi, nhưng mà với những người kém kinh nghiệm thì phải nhìn hẳn một con ghẻ to như này mới nhìn thấy mới đưa ra được cái kết luận chẳng hạn như thế. Thế vì thế cho nên là cái xét nghiệm này đôi khi lại còn phụ thuộc vào việc là nậy vào chỗ nào cho chuẩn cơ. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó hơi nó hay bị sai, đúng không? Thậm chí bệnh nhân ghẻ rõ ràng một rồi mà chúng ta có khi soi tươi chả thấy ghẻ, dermoscopy thì thấy luống ghẻ, thấy cái ghẻ loạn sinh ngẫu hết lên nhưng mà lại soi tươi chả thấy đâu. Đấy, thì nó cũng là vấn đề, đúng không? Rồi, bệnh ghẻ nó rất đơn giản, nó chỉ có vậy thôi. Và cuối cùng thì chúng ta đưa sang phần điều trị, đúng không ạ? Điều trị ghẻ thì nó càng đơn giản, nghĩa là nó tóm lại nó là ký sinh trùng và nó có các cái thuốc để điều trị đặc hiệu cho nó, và vì thế cho nên kháng cái ký sinh trùng. Thế cho nên là chúng ta diệt ký sinh trùng, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta cứ dùng theo phác đồ là được thôi, đúng không ạ? Có thuốc uống và thuốc bôi, thuốc xịt, sữa tắm, đúng không ạ? Thì trong sách giáo khoa thì người ta sẽ trình bày theo theo cách đấy, là người ta list tên từng loại một. Các bạn cũng có thể dùng theo cái hướng đấy. Đấy là cái thuốc uống thì có thể là dùng ivermectin, đúng không ạ? Liều như thế nào đấy các bạn tự học nhé. Và uống thì chúng ta hiểu rằng ivermectin nó là một cái nhóm thuốc tẩy giun, diệt ký sinh trùng, cho nên là chúng ta sẽ uống liều duy nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái trường hợp ghẻ nó hay bị tái phát thì chúng ta có thể uống nhắc lại theo cái phác đồ đấy, là cứ một tuần uống một lần, hoặc là theo cái phác đồ giống như trên cái màn hình này mà người ta đề xuất ra đối với những trường hợp ghẻ vẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng như thế và chúng ta ghi vào trong phần điều trị. Ngoài ra thì về thuốc bôi thì chúng ta sẽ có nhiều loại, và trong sách giáo khoa thì cũng trình bày theo hướng đấy là ghi gạch tên từng loại một, đúng không ạ? Ví dụ Pemethrin, một cái thuốc mà để tẩm màn diệt gọi là diệt con muỗi, diệt trong cái thời gian mà bộ đội Việt Nam người ta đi người ta đi đánh trận ấy, thì là người ta sẽ dùng cái Pemethrin này người ta tẩm màn để người ta tránh cái bệnh sốt xuất huyết ấy. Đấy. Thế thì nó cũng có giá trị trong bệnh ghẻ, đúng không ạ? Ở trên thị trường nó có cả đường bôi, đường xịt và đường tắm, đúng không ạ? Và tôi thì tôi thường dùng Pemethrin để tắm cho tất cả con tôi trong cái trường hợp mà nó cảm thấy là nó bị côn trùng đốt chẳng hạn. Tôi sẽ cho tắm bộ toàn thân tuần lần để cho nó giảm cái nguy cơ bị côn trùng đốt đi. Đấy, ví dụ thế. Ngoài ra thì có bé nó rất rẻ, trẻ sơ sinh dùng được nhá, Pemethrin rẻ lắm. Benzin peroate hay là manathion hoặc là sunfur hoặc là costamine, ở đây không có costamine nhỉ. Đấy, thì cũng là những cái sản phẩm thuốc mà có thể sử dụng đường tại chỗ cho bệnh ghẻ, thì cái phần này các bạn có thể sử dụng theo sách giáo khoa nhá. Nói chung là bệnh ghẻ thì nó cũng rất là dễ để tiếp cận. Thuốc thì kinh điển. Tuy nhiên thì trong phần điều trị ghẻ thì nó có một cái lưu ý. Đấy là nếu như mà chúng ta không điều trị được cả cái dịch tễ thì đây là một cái bệnh mà nó lây rất là nhanh, đúng không ạ? Vì thế cho nên là người ta sẽ có yêu cầu chúng ta, đấy là cái nguyên tắc điều trị là chúng ta phải điều trị cùng lúc cho tất cả những người trong nhà, và xử lý cùng một lúc chăn ga gối đệm và tắm rửa cũng như là uống thuốc cùng lúc để đảm bảo đấy là nó không bị tái phát. Và nguyên tắc của bệnh ghẻ thì đấy là chúng ta điều trị trong vòng 2 đến 3 tuần mà sau đó vẫn còn xuất hiện tổn thương mới, nghĩa là chúng ta thất bại trong điều trị. Đấy là nó bị tái phát rồi. Còn về cơ bản là điều trị trong vòng 2-3 tuần là phải hết bệnh ghẻ nhé. Ngoài ra thì nó còn có một cái dấu hiệu đấy là ngứa sâu ghẻ nữa. Thì các bác sĩ chuyên khoa da liễu có thể cũng sẽ hơi gặp nhiều trục trặc với vấn đề là điều trị cái ngứa sâu ghẻ. Nhưng cái khi mà cái ngứa sâu ghẻ nó làm cái bệnh ghẻ nó phải hết rồi. Chứ còn nếu như mà điều trị ghẻ mà lại cũng không hết được nữa thì coi như là bác sĩ da liễu thất bại rồi nhé. Và nó chỉ được phép điều trị trong vòng 2-3 tuần thôi, chứ không được hơn nhé. Thế thì bệnh ghẻ thì chỉ có vậy thôi. Các bạn có hỏi gì bệnh ghẻ không? Nếu mà không hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển nhanh sang cái bệnh răng mai. Slide tôi sẽ gửi cho các bạn để các bạn tự học nhé. Có hỏi gì không ạ? Cô, hiện tại thì bọn em chưa có câu hỏi gì ạ. Ok. Để cho tôi sẽ share sang cái màn hình cái bài răng mai. Và bệnh răng mai thì lại là một cái bệnh mà tiếp cận rất là khó. Thế cho nên là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian một chút để chúng ta tiếp cận cái bệnh này nhé.
vực răng mai thì bên răng hàm mặt các bạn cũng có thể gặp đấy. Thế cho nên là tổn thương trong miệng ấy. Thế cho nên là chúng ta phải học, và chúng ta cũng rất là có nguy cơ cao là phải thi, đúng không? Mặc dù nó rất là khó. Bài này thì cũng phải nói là tôi không phải là người ra câu hỏi thi cho cả bài bệnh ghẻ, bài răng mai tôi đều không ra câu hỏi thi. Tuy nhiên là tôi rất hay thường xuyên là chấm bài và thấy là cái bài này nó được các bạn phải thi phải. Vì bệnh răng mai là một cái bệnh lớn ở trong da liễu, lần này thì còn đang có một cái gọi là gì nhỉ? Còn đang có đề tài quốc tế về răng mai nữa. Nó một cái vấn đề nổi cộm của virus bắt đầu đấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ đương nhiên là chúng ta sẽ rất là dễ phải thi phải. Về răng mai thì đầu tiên là chúng ta phải nhớ được cái con tên cái con sáng trùng gây ra cái bệnh này, Treponema pallidum đúng không? Pallidum. Con sáng trùng này thì về để nhớ được cái con này thì chúng ta cần phải nhớ một số cái đặc tính về gọi là gì nhỉ? Hình ảnh, hình đồ so, cũng như là cái tốc độ sinh trưởng và cái nhiệt độ sinh trưởng của nó, cái hình thức phân chia của nó. Bởi vì ở trong cái câu mà điều trị bệnh giang mai ấy, thì chúng ta luôn luôn phải có một cái đoạn đấy là ghi về cơ chế của thuốc điều trị giang mai. Thế cơ chế của thuốc điều trị giang mai thì nó sẽ liên quan tới vấn đề đấy là bệnh là cái con sắn trùng này nó sinh sản rất là chậm, cho nên là chúng ta phải dùng một cái loại thuốc penicillin chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng thuốc gọi là thuốc penicillin chậm, hoặc là nếu mà dùng penicillin nhanh thì chúng ta phải dùng nhắc lại, tiêm rất nhiều lần trong ngày, trong liên tục trong nhiều ngày để đảm bảo đấy là cắt đứt được cái con, diệt trừ được hết con này. Mặc dù vậy thì cũng phải nói là răng mai thì nó không thấy người ta nói nhiều đến vấn đề về kháng thuốc. Tôi thì tôi hình dung là tôi chưa thấy một cái báo cáo nào về vấn đề là kháng thuốc lắm đâu. Thế cho nên là điều trị nếu như mà chuẩn đoán được đúng thì điều trị là sẽ ổn. Chỉ có điều là nó hay bị tái lại, tái nhiễm, nghĩa là chúng ta không điều trị được hết tất cả bạn tình cái thứ thì nó lây lại thì nó là vấn đề thôi, chứ còn răng mai thì nó lại rất là nhạy với cả thuốc, đúng không ạ? Thế thì đầu tiên là chúng ta phải nhớ nó là do một cái con vi khuẩn xoắn trụ, khóa xoắn khuẩn, đúng không ạ? Đây là hình ảnh của con xoắn khuẩn đấy, đúng không ạ? Với cái vòng lò xo các thứ đó, nó di động. Về phần thi cử, về phần gọi là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt của cái bệnh răng mai, thì cái câu răng mai thì người ta hay chia làm hai câu. Cái câu thứ nhất đấy là gọi là hãy mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị răng mai 1, hay là cái câu về răng mai 2, nghĩa là người ta hay hỏi theo thời kỳ chứ, và người ta hỏi cả chuẩn đoán phân biệt, chuẩn đoán xác định cũng như điều trị chung cho một câu. Đấy, vì thế cho nên là khi học thì chúng ta nên học theo thời kỳ, đúng không ạ? Hình như không có câu điều trị riêng thì phải. Thì trong răng mai chúng ta chú ý là nó sẽ có 3 thời kỳ, và mỗi cái thời kỳ nó sẽ có các cái lâm sàng rất là khác nhau. Điều trị thì như nhau thôi. Nhưng mà lâm sàng của nó thì lại rất là khác nhau. Chúng ta sẽ phải học theo thời kỳ nhé. Thì thời kỳ thứ nhất thì là cái thời kỳ cơ bản, đấy là cái thời kỳ mà con xoắn trùng ấy nó xâm nhập vào vào cơ thể, và thông thường thì nó sẽ lây truyền qua đường tình dục, đúng không ạ? Và nó gây ra một cái tổn thương người ta gọi là xăng. Mà tóm lại, nếu như đã hỏi về răng mai thời kỳ thứ nhất thì đấy là chúng ta phải mô tả cái xăng răng mai, đúng không ạ? Răng mai thời kỳ thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu sau khi mà khởi phát cái thời kỳ thứ nhất khoảng 4-5 ngày đó, và nó sẽ có một cái tổn thương cơ bản, đấy là tổn thương lan rộng ra toàn cơ thể, và nó không có đi sâu ở trong nội tạng nhưng nó xuất hiện rất nhiều tổn thương trên bề mặt da, nông và trên bề mặt da và lan rộng. Còn răng mai thời kỳ thứ 3 thì thực ra bây giờ thì tôi chưa từng gặp răng mai thời kỳ 3, trong suốt thời gian hành nghề của tôi chưa từng gặp. Nhưng mà trước đây thì khi mà người ta không khống chế được bệnh răng mai và không điều trị được tốt ấy, thì người ta sẽ rất hay gặp cái răng mai thời kỳ thứ 3 này. Và vì thế cho nên hiện tại bây giờ thì tôi không thấy câu hỏi thi về răng mai thời kỳ thứ 3 là được, nó gặp nhiều lắm. Bởi vì thực tế có thể là lâm sàng mình cũng không gặp nhiều. Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi không phải người cho câu hỏi, cho nên tôi cũng không phải vì thế mà mình lại trừ cái thời kỳ thứ 3 ra mình không học nhé. Thì cái răng mai thời kỳ thứ 3 nó có đặc điểm đấy là do cơ thể không được điều trị. Thế cho nên là tổn thương con răng mai nó sẽ ăn sâu vào trong nội tạng, và nó sẽ xuất hiện rất là nhiều tổn thương ở trong nội tạng như là gan, thận, xương, phổi, vân vân. Đại loại là nó ăn vào nội tạng, và đây chính là cái nguyên nhân gây chết cho bệnh nhân đó.
Và ngoài ra thì nếu mà tổn thương có ở trên da thì nó sẽ là những cái tổn thương mà nó rất là lớn, ví dụ như là u cục xăng nó loét, ví dụ thế chẳng hạn, nó sâu hơn là cái thời kỳ thứ hai, đúng không ạ? Nghĩa là khi tôi chuyển sang thời kỳ thứ ba là cái giai đoạn mà nó đã quá nặng rồi, và là giai đoạn nhiều, giai đoạn cuối đấy. Thế thì nó lở loét rồi u cục các thứ rất là nhiều, đúng không ạ? Và nó ăn sâu vào trong nội tạng nhiều hơn là cái trường hợp thời kỳ thứ hai, nghĩa là nó lan tỏa rộng ra toàn thân và nó nông ở trên da, không có tổn thương nội tạng, đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn có thể gặp một cái câu nữa, đấy là câu giang mai bẩm sinh. Đấy, trong cái giang mai bẩm sinh nghĩa là giang mai của bọn trẻ con ấy, nghĩa là khi mà mẹ bị giang mai thì nó con nó thế nào ấy, thì tôi cũng có lác đác tôi thấy cái câu giang mai bẩm sinh này, để nó có thể chia làm giang mai bẩm sinh sớm, giang mai bẩm sinh muộn với một số cái đặc điểm. Và cái bài giang mai thì các cái đặc điểm lâm sàng nó thực sự rất là đa dạng, thì cho nên là các bạn phải nhớ được cái khung của các cái thời kỳ nó đặc điểm thế nào, nếu không là chúng ta sẽ trình bày nhầm ấy. Ví dụ như là thời kỳ thứ nhất là chúng ta phải trình bày cái xăng, thời kỳ thứ hai là chúng ta phải trình bày cái ban ở ngoài da, đúng không ạ? Thời kỳ thứ ba là chúng ta phải trình bày cái tổn thương nội tạng cộng với những cái vết u cục lét ở ngoài da, ví dụ thế. Và giang mai bẩm sinh thì nó sẽ có các đặc điểm riêng của giang mai bẩm sinh, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi vào từng cái một nhé. Cái câu mà liên quan tới cái giang mai một mà đặc điểm lâm sàng chuẩn đoán xác định ấy, chuẩn đoán phân biệt, chuẩn đoán xác định và điều trị, cái câu giang mai một này là hay gặp nhất này. Đấy, thì thực tế lâm sàng chúng ta cũng hay gặp luôn. Chúng ta cũng rất hay gặp bệnh giang mai, nghe thì có vẻ như là thanh toán đến nơi rồi, nhưng thực tế bây giờ nó đang là một vấn đề rất nổi cộm của CDC đấy, bởi vì là nó lây truyền qua đường tình dục một cách vô tội vạ, không cùng chống chế được, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà cái đợt mà nó liên quan tới cái dịch HIV AIDS thì giang mai nó cũng nặng. Bây giờ thì nó Tết thì người ta không còn thấy nó trầm trọng nữa, nhưng mà tuy nhiên thì trong giới thì nó vẫn là vấn đề, đúng không ạ? Đấy, thế thì để mô tả cái xăng thì các bạn lưu ý là cái câu này nó rất là tỉ mỉ, và cái xăng này là hôm trước tôi vừa mới chấm cái bài hình như cái nhóm sau đại học da liễu vừa mới thi phải câu này. Đấy, thì người ta cái đáp án của nó không có thiếu cái dòng nào trong cái slide này luôn, nghĩa là mỗi cái dòng này là một người ta cho một điểm luôn, một cái ý luôn. Ví dụ là vết chợt nông này, do mắt một phần thực bì này, hình là phải tròn màu dục này, bờ thế nào này, bề mặt thế nào này, màu thế nào này, mềm thế nào này, ngứa đau thế nào, hạch khiếp thế nào, mỗi cái ý này người ta cho một điểm luôn. Có 8 triệu chứng là bạn phải gạch cho đủ 8 triệu chứng, thiếu một cái là trừ điểm luôn. Thế cho nên là các bạn cố gắng để học thuộc, và cách học thuộc thì đấy là cứ mang cái list này ra và nhìn vào trong cái ảnh này để nhìn được tả làm sao mà cho nó không thiếu cái gì thôi. Cái đáy thế nào, cái bờ thế nào, cái màu thế nào, hình ảnh thế nào, vị trí thế nào, vân vân và vân vân. Đấy, cứ mang ảnh này ra xong rồi là nhìn vào cái list danh sách ấy, thì các bạn mới nhớ được. Bởi vì tôi biết là răng hàm mặt ấy, kể cả nhóm nội trú, nhóm sau đại học nhé, chuyên 2 nhé, thì răng hàm mặt là một trong nhóm mà thi qua da liễu trượt cũng nhiều đấy. Thế cho nên là các bạn cố gắng, bởi vì thực tế là các bạn đang phải học một cái chuyên ngành mà nó quá là rộng và nó quá là khác biệt so với cái chuyên ngành của các bạn. Thế cho nên là cái việc thi cử nó trở nên khó khăn, đúng không? Thế cho nên chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách để học tủ thôi nhá. Học tủ thật chuẩn vào. Và ví dụ như câu xăng răng mai này là phải học thuộc lòng cái slide này luôn nhá. Còn trong sách giáo khoa mà đọc sách giáo khoa tôi nghĩ chắc các bạn ngất. Là cố gắng đừng để phải thi lại, không với tôi hỏi chị tôi chấm thi lại tôi mệt lắm. Lại còn trước khi thi lại lại còn phải ôn lại chứ. Thế là tôi lại phải tua lại lượt bài này nữa, tôi mệt lắm. Cho nên cố gắng thi cho tốt nha. Nhóm nội chú nha. Đấy. Vị trí này các bạn cũng phải học thuộc lòng luôn, vì trong cái câu này cái phần vị trí người ta cũng list hết tất cả. Ra nam giới ở đâu, nữ giới ở đâu, hình thái lâm sàng thế nào, hạch khiếp thế nào nhá. Các bạn chú ý, các bạn phải học chuẩn. Và cái bài này thì tôi thì không ra câu hỏi thi, nhưng tôi vừa mới chấm cái câu này một lần thì tôi thấy là người ta làm khá sát với slide, cho nên các bạn cứ slide các bạn học cho thật là chuẩn. Còn sách giáo khoa mà đọc thì cũng hơi ấy đấy, hơi oải đấy. Đấy. Thế hình ảnh của nó thì là như thế này. Và các bạn lưu ý là đối với nhóm răng hàm mặt thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp cái hình ảnh cái xăng này này. Nó nằm ở trong cái xăng đúng như thế này này, nó nằm ở trong vùng miệng. Đó. Thế thì nếu mà trên miệng thì các bạn nghĩ xem nó thường ở đâu. Nó là vị trí mà con vi khuẩn nó xâm nhập vào cái vùng niêm mạc. Nếu như người ta có quan hệ tình dục qua đường miệng thì hoàn toàn là cái xăng có thể gặp ở vùng miệng, và thậm chí là hậu môn sinh dục cũng có thể gặp, đúng không ạ? Nếu mà người ta quan hệ bằng cái đường đó, đúng không ạ? Và trên miệng thì nó có thể thông thường nó sẽ hay gặp ở vùng lưỡi nhé. Tất nhiên là có thể gặp tất cả các vị trí, nhưng thường sẽ hay gặp ở vùng lưỡi.
cái xăng giống hệt như thế này và mô tả y chang như này nhưng mà là gặp ở trong miệng, đúng không ạ? Đấy, đây đây cũng là một cái hình ảnh xăng. Ok nhá, rồi chúng ta đi sang cái giang mai 2, đúng không ạ? Giang mai 2 thì như tôi đã nói phía trên ý, thì nó sẽ là đặc điểm của nó, chung của nó đấy là sẽ lan tỏa rộng trên bề mặt của da mà ít có tổn thương ở bên trong. Thế cho nên là trong phần giang mai 2 chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải kể tương đối nhiều là niêm mạc thế nào, tóc thế nào, da thế nào, đúng không ạ? Thế thì có một số cái đặc điểm da thì nó sẽ có xuất hiện hai cái đặc điểm chính mà chúng ta không được quên. Cái thứ nhất là đào ban. Đào ban chúng ta sẽ nhìn như là đúng như màu cánh hoa đào, nghĩa là mơ màng luôn. Xuất hiện ban ngoài da nhưng mơ màng, nghĩa là ban màu hồng nhạt như màu cánh hoa đào, và thậm chí là có khi chúng ta phải nhìn tinh mới thấy, đúng không ạ? Rất dễ nhầm với cả những cái trường hợp mà nổi mày đay nhẹ, đúng không ạ? Và nó có thể gặp ở mạng sườn hoặc lòng bàn tay bàn chân. Và cái đào ban này khi phối hợp với cả tổn thương ở lòng bàn tay bàn chân thì chúng ta sẽ có một cái tổn thương ở lòng bàn tay bàn chân, người ta gọi là tổn thương viền vẩy BS. Trong đó tôi sẽ cho các bạn xem ảnh. Ngoài ra thì trong giang mai 2 thì sẽ có một cái hình ảnh nữa về vấn đề tóc. Và tóc thì nó sẽ có một cái đặc điểm đấy là rụng thưa dần. Và người ta hay có cái hình ảnh mô tả đấy là rụng tóc hình, gọi là hình bướm cắn. Nghĩa là nó nhăn nhở giống như cánh con bướm bị chúng ta bắt con bướm xong chúng ta làm rách cái cánh ấy, thì nó nhăn nhở lem nhem. Đấy, thì nó không phải là một cái hình tròn xoe, mà cũng không phải là cái hình giống như cái hình hói, mà nó rụng thưa theo cái hình nhăn nhở như vậy. Chúng ta gọi là hình bướm cắn. Đấy, còn ngoài ra thì có các cái mảng niêm mạc tổn thương giống như là cái ban ngoài da nhưng mà xuất hiện ở vùng niêm mạc và có thể trợt, đúng không ạ? Đấy là ba cái vị trí mà ngoài da hay gặp, và chúng ta phải tả thêm hạch, chúng ta phải tả thêm các cái triệu chứng toàn thân nữa, đúng không ạ? Cái phần sẩn răng mai ở trong cái răng mai 2 thì ở thời kỳ tái phát thì nó có thể xuất hiện thêm một cái đặc điểm, đấy là cái sẩn. Nghĩa là sẩn nghĩa là nó sẽ dày hơn cái phần tổn thương ban đỏ rồi, và khi ấn vào thì nó cứng, và tại vị trí sẩn đấy thì nó có thể xuất hiện mủ cũng như là có vi khuẩn tại chỗ. Cái đấy là các cái tổn thương của răng mai 2. Và đây chúng ta sẽ xem một số bức ảnh để chúng ta nhớ. Cố gắng là nhớ theo ảnh thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Cái đào ban thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện ở trên vùng người và đặc biệt là mạng sườn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó rất là mờ ảo. Nghĩa là đúng là có ban thật nhưng mà nhìn nó không ra ranh giới, mà nó cũng không ra cái màu sắc gì đặc biệt, mà nó màu hồng nhạt thôi, đúng không ạ? Ở trên vùng niêm mạc lưỡi thì đấy, nó có thể xuất hiện các cái ban ở trên niêm mạc giống như kiểu cái hình ảnh này, đúng không ạ? Và các cái tổn thương sẩn ở trong vùng niêm mạc cũng như vùng sinh dục, đúng không ạ? Tổn thương thực sự là trong có thể đối với các bạn sẽ là không đặc hiệu, nên là không phải nhìn phát nhận ra ngay, đúng không ạ? Nhưng cái này thì có thể đặc hiệu này. Cái viền vẩy BS nó là một cái hình tổn thương hình tròn và có cái vẩy mỏng ở bên trên. Cái viền vẩy nghĩa là cái vẩy nó nọc ở viền của vạm giáp đỏ, và các cái tổn thương nó sẽ cái phần bong vẩy nó sẽ quay vào bên trong, nó bóc ra bên ngoài. Và người ta gọi là cái viền vẩy. Đã, các bạn sẽ nhìn cái hình ảnh, các bạn sẽ thấy, và người ta gọi đây là hình ảnh viền vẩy BS. Rồi gặp ở lòng bàn tay, bàn chân. Thế thì trong trường hợp nếu mà trong mồm có, xong rồi là lại có cả ở mạng sườn, đào ban, xong rồi lại có tay, mở tay ra nó như này nữa, thì đương nhiên là chúng ta phải cho xét nghiệm rồi. Đây, ở đây là cũng là một cái hình ảnh ban mà chúng ta cảm thấy rất mờ ảo, đúng không ạ? Trông thì có vẻ như có cái gì đấy, nhưng thực tế là không có gì, nhìn rất là kỹ mới thấy. Rồi. Đi sang răng mai 3 thì như ở phía trên chúng ta đã nói rồi, răng mai 3 là một cái răng mai mà nó sẽ có tổn thương sâu rộng và ngoài da cũng như là nội tạng rất là nặng nề. Vì thế cho nên tổn thương của nó sẽ tập trung vào những cái củ, những cái gôm, những cái vết loét, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta tả cái này thì chúng ta sẽ tả giống như trong sách giáo khoa. Thực ra trên slide tôi thấy cũng, slide này không phải slide tôi soạn mà tôi dùng lại slide của bác sĩ trước, đã chắc là của cô Lan Anh. Trước đây là một người kỳ cựu về vấn đề răng mai đã soạn để giảng. Cho nên là tôi thấy tương đối sát với cả đáp án, đúng không ạ? Thì trong trường hợp là củ thì nó sẽ xuất hiện các cái hình cầu nổi hẳn lên, thậm chí là có thể loét sùi, đúng không ạ? Trong phần gôm thì nó có thể tiến triển từ cục rắn mềm loét thành sẹo, vân vân. Thì đây là những cái tổn thương rất là nặng nề, và nó có thể gây ra các cái tổn thương ở phủ tạng. Đấy là do sự xuất hiện các cái gôm ở tại phủ tạng, ví dụ như là ở tim mạch, cây phình động mạch. Ở mắt thì nó viêm củng mạc mắt, viêm mống mắt, hay là gây ra các cái vấn đề về thần kinh, bởi vì nó có xuất hiện răng mai nó chui vào trong tổn thương thần kinh, đúng không ạ? Rồi, đây là những cái hình ảnh củ và vết loét ở trong răng mai 3.
Để cũng hy vọng là các bạn không phải thi về cái phần này. Tôi còn chưa gặp bao giờ. Và cuối cùng thì đấy là cái đến cái nhóm gọi là bẩm sinh và di chứng. Thế thì trong bẩm sinh thì chúng ta chú ý là nó sẽ có bẩm sinh sớm và bẩm sinh muộn. Và cái này thì có lẽ cũng phải kết hợp thêm với cả trong sách giáo khoa để chúng ta học, đúng không ạ? Đối với bẩm sinh sớm thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện các cái bọc nước ở bàn tay bàn chân và xuất hiện các cái tổn thương như là gan lách to, tuần hoàn bàng hệ, bụng to. Và thông thường là chúng ta sẽ phát hiện được bất thường là trên một cái trường hợp mẹ bị giang mai, đúng không ạ? Bây giờ thực ra là trước cái sàng lọc trước sinh ấy là người ta đều làm giang mai, cho nên là cái này nó cũng ít gặp hơn, nhưng mà thực tế là chúng ta vẫn gặp đấy, bởi vì là phát hiện muộn thì chúng ta sẽ thấy là nghĩa là khi mà mẹ mà được chẩn đoán là giang mai thì hơi muộn ấy, là làm vào mấy cái tuần thai cuối ấy, thì lúc đấy có thể là em bé đã bị nhiễm giang mai rồi, đúng không ạ? Đây là các cái bọng nước này ở bàn lòng bàn tay bàn chân của em bé và bị giang mai, cũng như là tuần hoàn bàng hệ, bụng to, gan lách to, đúng không ạ? Và tổn thương răng hốt trinh sơn hay là những cái tổn thương ở xung quanh khô da và gây ra những cái vẩy, những cái gọi là các cái vết nứt như hình nan hoa xe đạp ở xung quanh miệng. Rồi, đấy là vấn đề về lâm sàng. Chúng ta sẽ thấy là lâm sàng của giang mai thì nghe rất là phức tạp, đúng không ạ? Bạn cố gắng lưu ý về các thời kỳ. Tôi xin lỗi các bạn khoảng 5 phút.